này cũng ngon nè. Bài gì ta? Bài tươi hả? Hay là bài để không, ngọc tươi á. Không phải chị đặt trên đậu á. Ngon mà. Và đó, cái bánh kem gì ở ngoài bà Tô mà chị không có biết tiệm. Hồi xưa con Mộc cũng đặt cho chị á. Má ơi, nó ngon. Xuống như vậy trên kia không có ăn luôn á. Mấy chị xong rồi nó nằm ở tiếp
nó cứ 7-8 nó tụt xuống, 7-8 nó tụt xuống, nó không lên nổi luôn. Em kể thật sự là ngày hôm nay là em bầu tàn tả với khách luôn á, thiệt. Em hết đỏ rồi, rồi đổi cho em qua hầu với xanh pin luôn là hết. Tao còn một đỏ hả? Đỏ cho Mỹ Duyên, khổ lắm. Em nói thật với chị, mấy chị mà cứ kiểu sáng sớm như vậy là chết em luôn đó mọi người. Ngày hôm nay em like mà em nói thật với chị muốn khóc ở trên like luôn á. Like không nổi luôn mọi người, quá khổ luôn á. Rồi hôm nay là giờ mấy chị em xả vong nha, xả vía nha. Cứ lên đi em like set nào cho mấy chị em cũng lỗ 20.000 trở lên hết. Cho mấy chị lấy, rồi em còn một xanh pin thôi. Em còn một xanh pin hồng với vàng thôi là hết mấy chị. Set này ai đã mua của em bao nhiêu tiền rồi là mấy chị biết nè. Nhớ chia sẻ mảnh tay cho em nha. Xanh pin cho Huyền My, hồng cho Mỹ Duyên. À, Tuyết Bùi lên địa chỉ 85.000, vui lòng chốt hai sản phẩm tại mai em đi đơn chứ em không có like nữa nha mấy chị nha. Cái này ghi cho em là vàng giùm em nha. Ngày hôm nay em like mệt lắm luôn rồi. Bình thường em sẽ cố gắng like cho mấy chị nhưng mà giờ em ra không nổi luôn á. Em ráng lên một cái like cuối cho mấy chị để mong rằng mấy chị đủ đơn cho em đi hàng này. Hồng cho Hoài như như Hoài. Rồi cái này em còn một vàng, ráng chia sẻ đi em xả mấy chục nghìn cho mấy chị lửa đi cho nó hết luôn. Trong kho có mấy chục là em cho hết mấy chục luôn, xanh cho chị Tuyết Bùi này. Nên là ráng lửa đi chị Mai Ruby lên cho em cái địa chỉ. Chia sẻ lên giùm em Dung nha. Trời ơi em cảm tạ. Chân thành em bầu cảm ơn mấy chị rất là nhiều đã giải vía cho em. Trời ơi. Bây giờ cái con người nói thật nha, nó mới thư thả được một tí xíu luôn á. Rồi giờ giống như kiểu nó nằm cái gì ở trong người nó khó chịu lắm luôn đó mọi người. Vàng như chị Kim Hồng. Áo xanh nhưng mặc 150. Mai Ruby lên cho em cái địa chỉ này. Mấy chị ráng chốt cho em đủ hai sản phẩm em đi hàng. Cho em hai nút chia sẻ vào hội nhóm đi, năn nỉ mấy chị luôn. Cho em hai nút chia sẻ cho hội nhóm. Cho em xả một loạt cho nó hết luôn này mấy chị. Hôm nay em xả chơi xả vía cho mấy chị luôn. Xanh pin cho Mỹ Duyên này. Nên là đừng có ai chốt cái bất công nha mọi người nha. Chia sẻ lên giùm em đi. Rồi xanh pin cho Nai Soạn Đô La. Rồi hết xanh, còn một hồng với một vàng là hết luôn. Áo chung mặc là 150, có hai màu đen trắng. Ráng chia sẻ giùm em đi mọi người nha. Ráng chia sẻ giùm em đi. Rồi cái này Mai Ruby là lấy cái màu gì vậy? Vàng chị Mai Ruby này. Vàng cho Mai Ruby. Thanh Tuyền lên chị nhớ chốt hai sản phẩm cho em Dung đi hàng nha. Áo 150 à, còn có 6 cái em mấy chị. Áo này là hàng VIP loại 1 luôn. Ghi cho em là áo sọc đen với lại là áo sọc xanh nha. Ráng chia sẻ giùm em Dung nha. Ráng chia sẻ giùm em Dung đi. Rồi em còn một hồng với một vàng, ai lấy nữa là hết luôn. Đó, có 85.000 một set thôi mấy chị. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Vàng với hồng giùm em còn hai set à. Lấy luôn cho nó hết mấy chị ơi. Rồi còn một vàng một hồng rồi. Tới set này chia sẻ cho em đi mọi người. Tới set này em sơ chơi khô máu với mấy chị luôn. Rồi set này 49.000 luôn. Này, hôm nay em chơi khô máu luôn. Đêm nay chơi khô máu luôn. Rồi ai lấy ghi giùm em áo dung mặc là 150 mấy chị ơi. Áo dung mặc là 150, hàng cao cấp nha. Áo dung mặc là 150, có hai màu, sọc đen với sọc xanh. Rồi, 49.000 ghi cho em là set cam. Mỹ Duyên thêm rồi đấy em ơi. Rồi, cái này ghi cho em là cam nè. Cái này là vải hàng Thái đó, 135 á. Rồi, 49k ghi cho em là set cam dùm em nha. Áo dung mặc là 150 mấy chị ơi. Áo dung mặc là 150 nha. Ghi cho em là áo dung mặc kèm màu, có màu sọc xanh với màu sọc đen đó mọi người. Sọc xanh với sọc đen. Ai ai lấy thì ghi giùm em nhé. Xanh với đen rồi. Cam 49k giùm em. Chị Nguyễn Hồng Nghi này. Ui dồi, còn không em ơi. Rồi cái này ghi cho em là nu xanh với hồng là hết. Hết rồi mấy chị ơi. Này bán tặng mấy chị mà vải Thái lận á, 135 lận á. Rồi ghi giùm em nha. Chia sẻ giùm em đi mọi người ơi. Chia sẻ đi, chia sẻ đi. Đừng có để tụt view là không có like được giá này đâu. Rồi cái này ghi cho em là hồng. Hồng với xanh với nâu này, khỏi mở ra đi ha. Like loát cho nó lẻ nên tại tối nay em xả nhiều lắm á. Nu cho Thanh Thảo. Cái này chị thấy đưa ra hết hả? Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Rồi còn hồng với xanh thôi. Còn hai màu, còn hồng với xanh thôi mấy chị. Còn hồng với xanh nha, hết rồi, hồng cho Maria Tuyết. Rồi còn một hồng một xanh. Đừng có đổi em ơi, đừng có đổi em ơi. Hàng xả đừng có đổi. Hồng cho chị Nga Lê với Như Hoài. À, Như Hoài không có, phải còn một xanh nhá. Như Hoài không có hồng em ơi, còn một xanh. Ai lấy xanh ghi em là xanh đi. Xanh cho Nguyễn Thanh Tuyền. Rồi hết. Rồi xét trên kia luôn đi, em xét trà luôn đi, xả cho nó hết đi.
công tác giùm em thì em giảm chả tiếc gì đâu mọi người. Hết rồi. Ờ, rồi đưa xét thể thao đó ra luôn. Em sới khô máu cho mấy chị luôn. Chia sẻ lại giùm em đi mọi người ơi. Chia sẻ lại giùm em nha. Rồi xét này. Cái này này em bán tặng chỉ có 95.000 thôi. Ghi cho em là xét 95 nha mọi người nhá. Ai đã xét 95 ghi giùm em là xét 95. Má ơi chơi khô máu với mấy chị luôn. Rồi xét 95.000 giúp em nha. Ai đã xét 95.000 giúp em. Xét này là 145 đó mọi người. Xét 95 là màu xanh. Màu xanh này với màu hồng. Có hai xét à. Xanh với hồng giùm em nha. Ghi cho em là xét 95 kèm màu. Cái này vải cao cấp của mọi người. Hết rồi mấy nàng ơi. Rồi ghi cho em là xanh với hồng 95.000. Đó. Bạn nào chốt thì kèm số điện thoại địa chỉ cho em một dòng nha. Với lại ráng chốt cho em đủ hai món để em đi hàng mọi người. Chứ một món em không đi hàng, một món mà đủ 100.000 thì em sẽ đi, mà không đủ là em buộc phải trả đơn nha. Rồi ghi giùm em nha. Rồi cái này ghi cho em nha, 95.000 cho Dung thêm cái màu nha mọi người. Chia sẻ lại giùm em đi mọi người ơi. Rồi cái này ghi cho em là màu. Y chang cái set này em mặc đầu like luôn á. Comment cho em là cái màu nha, màu xanh với màu hồng. Đó em đang mặc chỉ lấy màu đen, cho số điện thoại địa chỉ chị ơi. Đây, cái này ghi cho em là màu màu hồng nha, hồng với xanh cho bào ngư. Cái hồng. Rồi hết hồng, em còn xanh thôi chị ơi, đưa xanh gì đây? Em còn xanh thôi, lấy xanh đi chị. Hết rồi. Còn một xanh nữa là hết. Tại xét này em xả có 95.000 rồi mấy chị. Ai lấy thì ghi giùm em nhá, xanh, xanh min đẹp mà. Ghi cho em là xanh nha mọi người nhá. Ai lấy xanh thì ghi giùm em là xanh. Vải đẹp lắm luôn á. Chia sẻ giùm em đi mọi người ơi. Xanh. Rồi chị xét búp Barry đây. Rồi xét búp Barry còn 2 xét. 125 giùm em nhá. Búp Barry 125 giùm em nè. Rồi tay dài luôn á. Tay dài quần dài luôn 125. Cái xét này là quá rẻ luôn mọi người. Tay dài quần dài luôn 125 giùm em nhá. Ai lấy xét này thì ghi giùm em là xét 125. Cái này là lụa mango giùm em nha mọi người. Lụa mango 125 giùm em nha. Ai lấy thì ghi giùm em. Xét. Xét giùm em nha mọi người. Chốt hàng lấy số điện thoại địa chỉ em. Chị ơi chốt hàng ghi một cái mã sao em chốt được chị. Rồi xét dâu đây xả 85 luôn. Rồi xét dâu 85.000. Xét 125 cho Mai Ruby. Chốt hàng ghi một cái mã kêu thấy hay không em nhắc rồi bà. Rồi 85.000 dâu màu xanh 125 chị Hồ Thảo. Cái set búp Barry nó đẹp lắm luôn á. Em không cần nói nhiều với cái set đó luôn. Cầm lên là biết hàng xịn liền luôn đó mọi người. Tôi chỉ còn lại set búp Barry đây. Nè, cái set búp Barry này em còn 3 set là hết luôn. Dâu màu xanh cho bào ngư. Nè, mấy chị thấy xịn sò không? Cái set búp Barry này cầm trên tay là mấy chị biết hàng lụa xịn luôn đó mọi người. Nè, đẹp chưa? Đó. Rồi ghi giùm em nha, set búp Barry em còn 3 set là hết á. Rồi set dâu xanh. Dâu xanh giùm em. Rồi cái này là ghi cho em là dâu màu nu tặng luôn 85.000 mấy chị muốn lựa cái gì thì mấy chị lựa. À 85.000 em chưa lấy lại được một nửa vốn luôn á. Dâu xanh cho kim hồng. Còn không? Áo đang mặc màu đen cho Mi Polly gì á, khách mới. Áo đang mặc màu đen. Rồi ai lấy thì ghi giùm em. Còn màu set dâu này em còn màu kem với lại màu môn nữa nha. Kem với môn. Ai lấy kem với môn thì ghi giùm em là kem với môn. Để hết xanh luôn. Rồi còn kem với môn nha mọi người nhá. Ai lấy thì ghi giùm em. Má ơi xả có 85.000 đó mấy chị. Lỗ rất là nặng luôn. Kem cho bào ngư. Kem với môn giùm em nhé, nó màu môn đẹp lắm. Búp Barry sale có 125 à. Nè, cái này là Baby Doll Quảng Châu á mọi người. Á hồi mặc lên là thấy cưng xỉu luôn á. Gen này gen Quảng Châu nha mọi người nhé. Nhìn lầm qua là mọi người biết rồi. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Comment giúp em. Rồi trưa giờ em lên quần jean quá trời mà chị đi đâu á. Lên gần cả 10 mẫu quần jean lận á. Mà chị đi đâu có thấy chị đâu. Rồi ghi giùm em nha, màu giúp em. Nào em lên thì không thấy chị không à. Dâu môn cho bào ngư. Môn với lại là kem nhá. Còn 3 set lấy luôn giùm em đi mọi người. Môn với
môn. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Kem với môn rồi đưa áo khoác cho chị luôn. Kem với môn nhá, đây. Kem với môn, môn cho chị sim hồng, kim hồng. Má sẽ đó 85.000 về chiêm ngưỡng với mọi người. Rồi áo khoác. Cho 60kg thoải mái bé ơi. Rồi áo khoác xả luôn, Thúy Hành toàn là màu môn. Bao luôn á em. Rồi sale tặng luôn cho mấy chị áo khoác nha. 79.000. 79.000 cái áo khoác này em sale lỗ luôn á. Áo khoác này là mắc nhất. Rồi cái này ghi cho em là màu trắng. Màu trắng, màu đen, màu đỏ đô. Khoác này là lấy lẻ nha. Khoác len nhà em toàn là 170 không á. Rồi cái này là đỏ đô với hồng. Đó, ai lấy áo khoác thì ghi dùm em. Dâu kem như Hoài. Rồi hết kem, còn một dâu môn nữa là hết luôn. Hết môn luôn rồi. Rồi ghi cho em là khoác. Khoác dùm em, khoác. Khoác lấy màu đi mấy chị ơi. Khoác màu hồng nè, màu đen 79k nhá. Màu hồng, màu đen. Rồi cái này màu kem chia sẻ cho em đi mấy chị ơi. Chia sẻ cho em nào. Rồi ai lấy thì ghi dùm em nhá. Cái này là đỏ đô len cho mọi người. Áo len cao cấp á. Ai lấy áo khoác thì ghi dùm em là áo khoác cho mọi người nhá. Khoác kèm màu dùm em. Cái này là màu đỏ này, đỏ rượu luôn. Cái này là màu kem. Rồi cái này là màu đen. Và cái này là màu hồng. Rồi ghi cho em là khoác cho mọi người nhá. Ai lấy khoác thì ghi dùm em là khoác. Đen hồng kem cho bào ngư. Đen hồng kem. Ít kem hả? Có kem đúng không? Cái đó trắng là kem. Trắng á. Nè kem này. Rồi em còn một khoác trắng nữa. Rồi má ơi trắng cái này khác nha. Cái này đẹp quá. Trắng dùm em. Khoác kem chị hết rồi. Còn một cái trắng thôi. À, cái áo khoác có 79.000 thôi đó mấy chị. Rồi em còn một trắng, một đỏ rượu, một hồng với một đen, còn bốn màu à, lấy luôn cho em cho hết nè. Áo dung mặc 150, áo khoác có 80 thôi, cái áo có 79 này. Rồi ghi dùm em nha, áo dung mặc có hai màu, đen với xanh 150. Áo này là len tao bao á mọi người, len siêu cấp á. Áo này là len xịn á mọi người. Khoác hồng với chị Thanh Phạm. Rồi, còn hồng không? Rồi hết hồng. Rồi còn đỏ đô đen với ấy. Đen với ấy này chứ. Đen với lại là trắng. Trắng như bào ngư rồi hết trắng. Rồi còn đen, một đen với một đỏ đô nữa hết luôn. Còn một đen với một đỏ đô. Chị đỏ đô cho chị Phương này. Còn một đen với một đỏ đô nữa là hết. Hai đen một đỏ đô nữa là hết. Lấy thêm cái đen đi chị Phương. Qua bên này chị quá. Rồi ghi giùm em nhá. Còn một đen với một đỏ đô này xem nó hết. Búp bê thì em còn đủ nè. Sao ai lấy Burberry này em sale quá rẻ luôn rồi đó. Burberry á mấy chị. Nè. Còn có bộ Burberry. Cái này là mấy chị mua mặc Tết á. Nó rất là sang luôn, mặc ở nhà. Cái Burberry này em ít về hàng lắm mọi người. Burberry này là vải siêu đẹp luôn á. Rồi ghi cho em là Burberry đưa chị xếp mũ thỏ theo luôn. Đen cho chị Phượng luôn nè. Nguyễn Phương chứ. À, em sale xếp mũ này. Chia sẻ cho em đi. Em tặng xếp mũ này cho mấy chị luôn. Chia sẻ cho em lại 100 người nữa đi. Hôm nay em chơi khô máu luôn á. Máu cũng mà khô luôn á. Ai xét Burberry còn có xét này. Ai lấy luôn giùm em đi. Burberry á. Ai xét Burberry mà mua để dành Tết ở nhà mà mặc cho nó sang mấy chị. Rồi ghi cho em là Burberry giùm em nha. Đây. Chia sẻ lại cho mấy chị. Ai cái xét thỏ này đầu like vô hai người khen luôn á. Cái xét thỏ này này đầu like vô là hai người khen xét thỏ luôn á mọi người. Xét thỏ này rất là đẹp luôn. Nãy vô đầu like là hai người khen luôn á. Mà em vừa bán 125 xong. Bây giờ không biết xả bao nhiêu. 93 người rồi. Em lên 100 đi. Em đọc cái giá cho mấy chị hờ, dành nhau cho nó chơi. Tại còn có 4 set à. 6 set chứ. Này ngố nha. Cái này là hàng xịn nha mọi người. Thỏ này còn nguyên một cái bông luôn này mấy chị. Nguyên một con bông thỏ. Bay vô như thế này luôn. Màu hồng này. Rồi cái này ghi cho em là màu môn. Màu môn giùm em nhá. Màu môn. Thỏ này vừa bán hôm trước là 125 á mọi người. Rồi sale luôn 89.000. Ghi cho em là set thỏ. Má ơi đẹp chưa. Set ngố thỏ mọi người. Rồi ghi giùm em nhá. 89.000 ghi giùm em màu. Màu hồng, màu môn, màu cái này là hồng sữa nha mọi người nhá. Hồng sữa giùm em. Đẹp chưa. Màu hồng sữa này. Đó. Cái áo mấy chị mặc riêng
ra cũng đẹp. Rồi hồng sữa giùm em. Cái này là màu nu, 89.000 nha, cho Dung xin cái màu. Tại có 7 à, có 6 set thôi mấy chị ơi. Có 6 set à. Nên ai comment màu trước thì có nha. Rồi cái này ghi cho em là màu môn. Cho xin cái màu mấy chị ơi. Hồng đậm với chị Châu Ngọc, bao nhiêu kỳ cũng vô được hết á. Hồng môn, hồng sữa là hai hồng á. Hồng môn với hồng sữa. Xin cái màu hồng đi mấy chị ơi. Kim hồng là màu hồng gì? Hồng sữa hay là hồng đậm? Màu môn là chị Hồ Thảo. Rong hết luôn hả? Kim hồng đấy màu gì vậy? Còn hồng sữa với hồng đậm với này màu hết môn rồi bé Kem Cute ơi. Hồng đậm cho kim hồng. Rồi còn ba màu và bé Kem Cute ơi, đổi màu giống tôi đi. Hết mất tiêu rồi. Tại tôi xả có 89.000 nè. 125 á. Còn màu hồng sữa, hồng đậm với màu nu đẹp không mọi người? Trời ơi, em tưởng là màu nu là phải hết đầu tiên ấy. Tại màu nu nó rất là đẹp. Nè. Màu nu nha mọi người nhá. Ai lấy nu thì ghi giùm em là nu. Búp ba rì cho Jenny tắm. Rồi em tưởng màu nu là lên phải hết đầu tiên đấy. Thiệt. Mà ai dè màu nu lại còn lại. Màu nu là lên nó đẹp hơn chứ mọi người. Màu nu là dễ mặc nhất. Rồi ghi giùm em nhá. Màu nu, màu hồng sữa với lại là màu hồng đậm. Còn nó 4 set là lấy luôn giùm em đi mọi người. Để nó qua mẫu này luôn nè. Rồi ghi giùm em nhá. Màu giùm em. Ai lấy thì ghi giùm em là màu. Còn có mấy màu mà mấy chị ơi. Ai lấy thì ghi giùm em, chia sẻ lại giùm em đi mấy bà ơi. Chia sẻ nè. Đưa chị set ring đi. Đó. Ừ. Set ring này nhanh tay nha. Chia sẻ lại giùm Dung đi mọi người ơi. Đâu hết rồi. Rồi set ring tặng luôn. Ngân Nguyễn lên nghe Dung cái địa chỉ. Số điện thoại kèm địa chỉ. Rồi set ring. Set ring là giải vía luôn cho mấy chị này. Còn nó 4 set à. Set ring 185. Sale 125 luôn. Ghi cho em là set ring 125 hết rồi đó mấy chị. Còn có 4 set à. Set ring 125 dùm em. Cái này là hàng xịt nha. Chưa. Nói chung là cái set ring này em mới like cách đây tầm khoảng chừng chưa tới 1 tuần đâu. Là 165 á. Tại vì áo ring đã là 145 rồi. Set ring giờ sale 125 là không đấy là hối hận luôn này. Set ring cao cấp nha. Cái này là ring bán shop nha mọi người. Má đẹp chưa? Trời ơi. Set ring 125. Cái áo jean mấy chị mua bên em bao nhiêu rồi? Rẻ lắm là 145 rồi đó. Cái này nguyên cả một set luôn nha mọi người nha. Nguyên cả một set jean như thế này luôn. Cái này là theo. Rồi 125 ghi cho em là jean nha mọi người. Set jean 125 dùm em. Phong quần này. Phong đẹp không? Phong quần này mấy chị có áo 2G hoặc áo laptop mặc vô cũng đẹp nữa. Ghi cho em là set jean dùm em. Bao nhiêu tiền một bộ? Chị hỏi vậy em bố em muốn trả lời được bao nhiêu tiền một bộ luôn mà chị hỏi bộ gì luôn đó chứ. Rồi ghi giùm em nhá, set body. Hỏi phải biết là hỏi set gì. Hello chị My. Rồi cái này ghi cho em nha, set 99.000. Cái này là set đầm body kèm với lại là áo khoác đó mọi người. Rồi ghi giùm em nha, set body giùm em. Comment giúp em là set body 100.000. Cái này có set thôi. Ghi cho em là set body rồi mắt set jean vậy mà bị ế hả ta? Được cái áo lúc sáng, cái áo mặt cười trong kia. Chấm bài đi mọi người, sao tự nhiên khúc này yếu xìu dữ vậy ta? Cái này tự nhiên ai ra hết luôn. Gì vậy? Set body chị ngan lê. Tự nhiên khúc này không thấy ai luôn nè. Nãy sung ơi là sung, giờ khúc này là đi Mỹ hết rồi. Set thể thao còn set này 140. Set thể thao 140, sao khúc này xìu dữ vậy? Em chỉ like có like này nữa thôi, mai em chốt đơn rồi đó. Không đủ đơn em xả đó mọi người. Rồi ghi giùm em chứ trưa mai em không có like đâu. Set body dùm, à, set thể thao giùm em 140 nhá. Này còn sót lại có set màu đen thôi. Thể thao 140 giùm em. Thể thao 140 giùm em nha. Ghi cho em là thể thao 140. Á à, cái áo này siêu đẹp. Áo này vải đẹp lắm luôn đó mọi người. Ai không đủ đơn là xả đơn luôn đó mọi người. Không có giữ đâu, em chả biết mùa nào em like lại luôn á. Tình hình ế như thế này thì kỳ tới Tết luôn. Rồi áo giùm em. Áo này em xả có 59.000 thôi. Ghi cho em là áo 59. Áo này là hàng nhập đó mọi người. 59.000 giùm em, đen nâu trắng. Đen nâu trắng 59.000 giùm em nha mọi người nhé. Ai lấy thì ghi giùm em màu. Màu
ơi, má màu nâu đẹp quá. Đen nâu với trắng giùm em 59k. Này, vải không đẹp không lấy tiền luôn á. Đây, màu đen này. Này là dễ mặc nhất. Cái logo cũng dễ thương nữa. Đen nâu với trắng 59.000. Á, áo đẹp quá. Đen nâu trắng nha. Cái này là vải hàng xuất đó mọi người. Comment ghi giùm em là màu nha. Kèm cho em cái màu 59.000 cho ai có đơn này. Đen nâu với trắng giùm em. Ai lấy thì ghi giùm em là áo kèm màu. Màu nha mọi người ơi. Ai lấy màu thì ghi giùm em là màu. Rồi đó, tới giờ rồi đó. Trắng với chị Hồ Thảo. Đen nâu trắng cho Bào Ngư. À, áo áo hàng xuất mà bán có 50 mấy nghìn đó mọi người. Áo áo hàng xuất mà bán có 50 mấy nghìn luôn á. Nâu cho Anna Võ. Ai lấy được ghi giùm em nhá. Màu đen nâu với trắng chia sẻ lại giùm em Dung như nào. À, vải đẹp ghê á. Form nó cũng đẹp đó mọi người. Đen nâu trắng, nu đen trắng giùm em. Nguyễn Hảo lên cho em cái địa chỉ đi mấy chị ơi. Chốt hàng lên cho em xin thêm cái địa chỉ nhá. À, tính ra là cái áo này ba cái có 100 mấy à. Quá rẻ luôn á. Về mặc được mút mùng mùng tất cả các mẫu luôn. Rồi ghi cho em là áo nha, kèm màu giúp em cho chị. Rồi ghi cho em là set cao cấp. Set này là 165. Xả bao nhiêu chả biết luôn á. Set này là set quần quần ống loe nha mọi người nhá. Set giùm em. Ghi cho em là set. Cái này xả luôn đi mấy chị. À, set này em giờ em sale lũ chả biết sale bao nhiêu luôn á. Set này lấy vô hôm bữa em lời có 20.000 luôn đó mọi người. Rồi ghi giùm em là màu nha mọi người nhá. Ai lấy thì ghi giùm em là màu. Áo bao nhiêu kỳ cũng vô được em. Rồi ghi giùm em nha. Set sale tặng với chị 130 đi, lỗ 15.000 thôi chứ lỗ 30-40 cái em xỉu á. Ba màu cho Nguyễn Hảo này. Này, set này là set thiết kế cao cấp đó mọi người. Vải này vải hàng loại 1 nhá. Màu trắng, màu hồng, xe 130, xin sự. Không lời 1.000 nào trong này luôn. Lời 1.000 em làm con mấy chị luôn á. Mà lỗ rất là nặng luôn. Rồi cái này là màu đen, trắng như Như Quỳnh. Má set này là bao nhiêu người hỏi á mọi người. Mà nó nằm trong góc á. Tại hôm bữa em like 165, em để vô 145 thì em lỗ 15.000 cái set này luôn. Rồi cái này ghi cho em là màu đen với lại màu vàng. Màu vàng, cái này em may tới 100 set lận mà bán hết rồi đó, còn có ít à. Đây là màu vàng giùm em và màu nâu. Nâu, vàng, đen, hồng. Đó, áo màu nâu này. Áo này mấy chị mặc riêng với là quần jean cũng đẹp. Cái này là màu nâu nha mấy chị. Trời ơi má ơi, vải nó đã gì đâu. Hàng thiết kế nha mấy chị nha. Ai bán set này cũng phải là 200 mấy trở lên á. Nè, vải này mọi người thấy đã không? Có túi luôn nha. Cái này là màu nâu giùm em. Má ơi, cái quần như thế này á mấy chị mặc á, cái chân mấy chị nhìn dài lắm, cực kỳ dài luôn. Cái này ghi cho em là màu nâu này mấy chị, màu nâu, màu vàng. Nâu cho Trinh Chu còn không em ơi? Không phải, cái này còn á. Rồi cái này là màu vàng giùm em. Từ từ mấy chị ơi. Ôi, bầu bì không có mặc được em ơi, thông cảm giúp chị đi, khúc này là phải thông cảm nha. Bầu đi mặc cái này nó điền chết con chị luôn á. Ôi mọi người nhìn này, cái gì mà em đi thử được là em thử cho mọi người, chứ điền em không thở được luôn á. Đang bầu bì mà mọi người, nhiều người lúc trưa hả cứ kêu em thử quần jean đi, bầu bì hả tháng thứ tư rồi mọi người. Cái gì mà thử được là em sẽ đi thử cho mọi người, điền mà không thở được luôn á. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Bán được bộ đồ chứ thành con mệt luôn á. Rồi ghi giùm em nha. Còn không? Phải không vậy? Hả? Vậy là hết nâu rồi sao á? Nâu có một người sao á? Nâu này chỉ bấm dai á, cho Trinh Chu thôi đúng không? Chị Thanh Thảo không có nâu, em còn một xanh nữa này. Mấy cái điền điền body thì mọi người hạn chế.
em cũng hạn chế lấy mấy cái ruộng đồ như vậy lắm. Rồi cái này ghi cho em là xanh nha mọi người nhá, xanh. Em còn một xanh, đổi số điện thoại của Như Quỳnh. Màu xanh này mấy chị lấy màu nào cũng đẹp mà. Rồi cái set này màu nào nó cũng đẹp hết á, em thề với mọi người luôn á. Màu nào mặc lên nó cũng nhìn nó hả, nó đẹp xuất sắc luôn. Rồi cái áo cổ này, áo đẹp luôn á. Đổi màu đi chị Thanh, màu đen cũng được, màu vàng cũng được, màu hồng cũng được nè. Ôi màu đen mà không thấy ai lấy là thiệt á, té ngang luôn đó mọi người. Màu đen là bao sang luôn đó mấy bà ơi, xanh cho chị Nga Lê. Màu đen là sang xỉn bỉn luôn á, thiệt. Ôi xanh đẹp muốn xỉu luôn mấy bà ơi. Đó, có 130, không lời 1.000 nào trong này luôn á. Nó màu vàng này, bạn nào mà trắng da lấy màu vàng cho Dung. Nó màu vàng đẹp lắm luôn đó mọi người. Xét giống chị Lai mà còn quần đùi, chỉ còn chân váy. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá, vàng giùm em, lấy người xét cho nó hết luôn đi màu đen. Rồi tại sao không ai lấy màu đen nhỉ? Thiệt em đang suy nghĩ luôn á. Em tưởng cái set này lên đen là phải hết đầu tiên luôn. Nè. Thôi màu đen là xuất sắc luôn đó mấy chị. Rồi màu đen hết rồi đó, còn mấy set à. Màu vàng, màu trắng siêu đẹp, bạn nào mà ốm ốm út ngay màu trắng cho em, cái màu trắng nó sang. Này mấy chị mặc đi tiệc luôn á, đi tiệc hoặc là ngày mùng 1 đó mọi người mặc siêu đẹp luôn. Nó sang xịn mịn mọi người ơi. Màu trắng nha. Đừng có nhìn nó nhỏ mà không có vô nha mấy chị. Giờ này gì trời, ma hả? 12 giờ đêm mà còn có người bấm chuông gì trời. Nhi từ từ nha, không ra người ta ôm đi không biết hả Nhi ơi. Xanh nè, xanh siêu sang nha. Phương Phương cho chị số điện thoại địa chỉ. Ai hả? Rồi ghi cho em là xanh nha mọi người nhá. Ai lấy xanh ghi dùm em. Với màu hồng, chị Nga Lê có xanh thì em còn một xanh nữa là hết luôn á. Rồi hồng này, má ơi nó đẹp. Mặc được chứ Mỹ Tâm Trần, mặc đẹp lắm luôn á. 1m6 em mặc không đẹp chỉ đền tiền cho. Cái này mấy chị chỉ cần đi thêm cái đôi dép 5 phân thôi là quá xuất sắc luôn. Xanh chị Thanh, không có hở. Bây giờ em đang mặc cái áo ngực rồi, em sợ mặc cái áo này vô nữa là nó bị ấy. Tại cái ngực của em đang bự lắm mấy chị, em đốt cái áo vô mấy chị coi nha. Đây, em không thử quần được, thông cảm giùm em. Em bầu bì em không có thử được mấy cái quần ôm đâu mấy chị ơi, nó niền cái ấy. Nó niền cái bụng của em á nè. Không hề hở một cái gì luôn. Cái đai quần này nó siêu cao này, nó nằm lên tới đây luôn này. Không biết em có thử nè mấy chị thấy không? Cái đáy quần nó còn tít ở dưới. Đẹp lắm, em nói cái set này nó đẹp lắm luôn. Em nói thật em không có bầu là cái set này không bao giờ em xả luôn đó mọi người. Danh dự luôn. Tại cái set này nó đang rất là hot. Nè, thấy xịn sò không? Không hở cái gì luôn. Đẹp ơi là đẹp. Này cái quần là lưng siêu cao rồi, nó mới chỉ hai găng tay rồi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá, màu à, đẹp xuất sắc luôn. Đẹp thật sự luôn đó mọi người. Phương Phương cho số điện thoại địa chỉ một dòng em ơi. Rồi em còn một hồng, một trắng, một đen với lại một vàng thôi nha mấy chị nha. Ai lấy được ghi giùm em. Bạn nào muốn lấy màu gì thì mọi người lấy màu đó. Em nói rồi, ví dụ như mà cái set này mà em không bầu á, là bao giờ em xả luôn á. Không có cái mùa em xả luôn đó mọi người. Tại vì em không có mặc được á mọi người. Không mặc được like nó thiệt thòi lắm. Chị Hồ Thảo lấy hồng, không like được mặc nó thiệt thòi lắm mấy chị. Không like được là mọi người biết sao không? Mặc á mình không có mặc được á, khách không thấy được cái form á. Nên là em hạn chế lấy đồ bó lại á. Mai mốt thuê mẫu thì mặc bút một bụt chứ em bây giờ đâu mặc được đâu mọi người. Em giờ mặc là thở không nổi luôn á. Lúc trưa đi thử cho mấy chị hai cái quần jean mà thiệt á, thở chịu nổi luôn. Rồi ghi giùm em nha, xét giùm em. Em còn đen trắng xong lấy màu đen ta, màu đen đẹp mất xỉu không kìa. Đưa chị lại cho em. Đen trắng, vải nó đẹp lắm. Trời ơi, nó sang lắm luôn á. Này màu trắng này mấy chị, màu trắng sang ha. Trời ơi, trắng với đen quá xuất sắc luôn đó mọi người. Cái áo mấy chị mặc riêng với quần jean cũng siêu đẹp luôn. Chứ đừng nói là mấy chị mặc nguyên cả set thôi được nha. Mặc riêng rồi má mấy chị nhìn thấy cái form đỉnh không. Nè, vải rất là đẹp luôn. Nè, rồi ghi giùm em nhá, quần siêu đẹp. Rồi ai mà lấy ghi giùm em là màu. Áo một chị mặc có bán 210. Rồi ghi giùm em nhá, màu vàng. Áo Dung mặc là 210.000 một cái. Phương Phương á, chốt hàng lên địa chỉ nữa em ơi.
Địa chỉ số điện thoại, địa chỉ số má hồi áo này lúc nãy còn được Thuận. Á hồi áo này còn hai áo 50.000 nãy đánh nhau ở trên live. Áo hồi cho các em bị áp lực luôn á. Áo này nãy muốn chửi nhau ở trên live luôn này này. 50.000 em còn nó 7 cái. 4 màu nha. 8 cái. Đây nha mọi người nha. Áo này chắc phải nãy chắc phải comment đâu phải thiếu gần 20 người á. Áo có 50.000 thôi mà áo nãy này ai cũng dành nè. Đó, màu đen giùm em, áo có cổ, mấy chị nhớ cái áo này không? Này mấy chị dành nhau rồi đó, ai chưa dành được thì dành lại này. Rồi cái này ghi cho em là màu trắng. Rồi cái này ghi cho em là màu xám. Kiều My nãy có áo cam rồi, đừng có comment lại, nó mất công dư em ơi. Dư ngày mai người có thì không có được, mà người không được thì được 2-3 cái. Giống nhau mất công lại xả ra. Rồi ghi cho em là trắng, đen, cam. Em nãy em xả có 50.000 nè. Ai cũng lấy 2-3 màu hết. Comment giúp em là màu nha. Lấy ngày mai dư mất công 10 người thì không có, người thì bỏ ra. Đen cho Thanh Thảo. Áo đang mặc là 150. Áo len. Rồi cái này ghi cho em là đen. Đen xám cho chị Phương. Rồi cái này ghi cho em là cam. Cái này là cam giùm em nha mọi người nhá. Cam giùm em. Rồi cái này là đen nha mọi người, đen. Mua hàng mà đã không nghĩ rồi thôi, đừng có mua nữa Thiên An ơi. Mất công cứ mua cứ trả mệt lắm. Về xả toàn lỗ không à. Mua hàng mà cảm giác nhưng mà đã không vừa ý thôi, đừng có mua nữa mọi người. Không được này. Đen xám cho Mai Ruby. Đen cho Thanh Thảo. Xám cho chị Phương. Rồi cái này ghi giùm em nha. Hết chị. Rồi hết xám nha. Em hết xám mấy chị ơi, có 50.000 em còn 3 màu thôi. Ôi cái danh sách bông hàng hôm bữa xả xong rồi vẫn chưa cho vô danh sách bông hàng hết là mấy đứa. Trắng cho Danh nè. Mai kêu con đấy tới cho vô danh sách hết đi nha. Xin ngồi chốt mấy con bông hàng rồi vô chốt lại không à. Rồi ghi giùm em nha. Cái này ghi cho em là màu trắng, màu cam nha mọi người. Cái này là màu cam. Còn mấy cái mấy chị ơi, em chốt cho khách quen mấy cái áo này thôi, em chốt cho khách lạ thôi mấy chị. Rồi ghi giùm em nha. Hoặc là khách đã có đơn thôi. Này, vải đẹp không? Mai Ruby, có Mai Ruby chưa? Đầu tiên là có ai đâu. Đen là tách riêng mà. Mai Ruby có chưa? Xả mấy trắng cho Nhi xong. Trắng như chị Nguyễn Hảo. Rồi còn một đen với một cam nữa là hết luôn. Còn đen với cam thôi, còn hai cái mấy chị ơi lấy cho hết luôn này. Nãy thì dành nhau cam quá trời không có, giờ thì còn cam. Hết trắng mấy chị ơi, còn đen với cam thôi. Đó này xả 50.000 ai cũng dành nhau hết á. Hôm bữa là 85.000 lận đó mấy chị. Vải nó đẹp. Form lên á, mặc cái quần jean đẹp lắm. Ai muốn lên quần jean tí này em lên quần jean cho mặc với áo này là bê luôn á. Rồi ai lấy cái giùm em nha, xám cho chị Nguyên ra. À hết xám mà. Hết xám. Còn cam với đen. Đen cam, bé Nhím không chốt được khách mới, em không chốt hàng xả nha chị ơi. Không chốt mấy cái hàng giá lỗ đâu. Mấy cái hàng này mấy chị chốt xong đưa chị cái set 150 trong kia đi. Chốt này toàn là chốt mấy khách mới, hàng mấy chục nghìn trả bao giờ nghe máy hết á. 10 người như 10 người luôn á. Cái gì mấy mấy kem coi. Cam gì Molly. Còn cam không em? Bào Ngư một cái cam. Chốt cho khách mới, em không dám chốt cho những cái bà mà toàn là chốt hàng mấy về vài chục nghìn đâu. Chốt là toàn mấy má nghe máy không? Nghe máy đừng bom hàng. Đây đây ghế chị. Rồi set 150 giùm em. Đen cho Hồng Cẩm. Set này trên thị trường không bao giờ dưới 280. Đen còn không em? Còn một cam hả? Đen cho Út Ngân. Đây nè mấy chị. Ba cái set này em tâm đắc nhất trong từ trước cái giờ em bán đồ luôn á. Thề luôn. Từ cái vải và từ cái form luôn nha mọi người nhá. May như hàng 400-500 nghìn luôn nè. Em có mặc rồi, mấy chị nhìn cái form quần của nó. Bên có dây kéo nha.
em bán có 150.000 thôi đó, chưa bằng giá sỉ luôn. Em còn có 6 màu duy nhất. Sáng em về được 30 cái mà khách lấy hết rồi. Màu trắng nha mọi người nha. Em tâm đắc cái vải này nhất luôn đó mọi người. Mọi người nhìn cái vải của nhà em này, nhìn cái form của nhà em này. Rồi cái này màu trắng, màu trắng em còn có set thôi. Nè, em là thề với mấy chị luôn, cái phong quần này, áo đen tay dài còn nha Hoàng Như Ý ơi. À, áo đen tay dài nãy còn không dung hết rồi em ơi. Rồi cái này ghi giùm em là màu trắng nè, thấy xịn sò không. Rồi cái này ghi cho em là màu xanh, màu xanh nha mọi người nhá, màu xanh giùm em đây, màu xanh, màu xanh nha mọi người nhá, màu xanh đây, xịn sò không má ơi. Set 60kg nhưng mà cao trên 1m55 là em vừa nhá. Đó, vừa nha Như Hoài ơi. Em cho mấy chị coi cái chất vải để mấy chị đi so sánh với hàng 300-400.000 ở ngoài á. Đùi to mặc vừa thoải mái, tại vì quần nó là form chữ A chị. Quần nó là form chữ A. Mấy chị yên tâm, quần này em bao mấy chị 65kg cũng vừa luôn. Tại vì đằng sau của nó bo chun nhưng mà nó lại có dây kéo nha mọi người nhá. Nên là yên tâm, lúc lên mặc á, lúc lên mặc là em chốt gần 30 set luôn rồi đó. Cái này em về được có 50 set thôi. Nè, đợt trước là em về một lần rồi, đợt này em về lại mọi người. Cái này ở giữa có một nút nữa nha. Chốt nhanh thì còn màu mới chị lựa. Tại cái này hết rồi mọi người. Cái vải nó đẹp kinh khủng luôn. Cái này mấy chị mua để giày mặc Tết á. Nè, trời ơi cái quần này có 150.000 thôi đó, rẻ không. Má cái quần là đẹp xỉu luôn đó mọi người. Quần là đẹp ngút trời luôn. Cái vải là không chê được một cái gì luôn nha. Mấy chị cứ nhận hàng mà coi, cái vải mê lắm luôn á nè. Cái vải không có giá này cho mấy chị lựa đâu. Tại nó quá đẹp. Vải quá đẹp luôn đó mọi người. Vải với form nha. Form này nó sang lắm. Nâu với hồng cho bào ngư. Cái này giờ chúng chả biết nói với chị vải xốp á. Mà xốp kiểu xốp xịn lắm mọi người. Má xanh mịn này mấy chị. Nhanh thì còn màu nha. Ở giữa còn một nút này. Phải chưa gài á. Còn có một ri đem cầm hả? Lúc trưa quá trời người, lúc trưa ai cũng lấy hai màu hết thì thử ra là không còn đó mọi người. Cái này là màu nâu, nâu hồng xanh trắng đen. Đó. Bạn nào lấy màu ví dụ em này, cái phong quần này mấy chị thấy đẹp không? Sao cứ lỗi in phiếu hoài dữ vậy ta? Rồi cái này ghi dùm em nha. Nè, cái phong quần mấy chị lên thấy đỉnh không? Cái phong quần đỉnh không? Đen đẹp với chị mà muốn ốm với chị mặc màu đen là đẹp nhất, hoặc là mặc màu nâu nhá. Đen với nâu là hai cái màu đó là mặc nhìn rất là ốm luôn. Có cần em mặc cho một set không? Em mặc cho một set nhưng mà không, sợ không còn hàng nên em không dám mặc á. Xanh cho Nguyễn Hảo. Chứ em mà mặc là mấy chị giành nhau đấy. Em mặc cho một bộ nhá, để mấy chị không có biết cái form. Ok không? Đợi xíu để em ra cho coi. Tại lúc em mặc rồi, tại còn có ít à. Em mà mặc á, em bầu mà em mặc mọi người nhìn không thấy em bầu đâu luôn á, thiệt á. Tại set này lên cái form nó đẹp lắm. Cái áo nó cũng sang mà cái quần nó cũng sang nữa. Rồi đi Dung lên Dung cho mọi người. Nhưng mà chốt lẻ thì còn màu nha. Còn có mấy bộ à, còn có mấy bộ thôi. Màu mặc màu nào giờ lên cũng sợ không có đủ á. Này mấy chị, đẹp xỉu chưa? Trời ơi, cũng sắc chưa mấy bà. Trời ơi, này nhìn này. Đó, trời ơi, chất ngất luôn mọi người. Này, cái phong quần này, đẹp không? Trời ơi, cái phong quần đẹp lắm. Em nói là cái phong quần này mặc lên nó rất là sang luôn mọi người. Thấy dễ thương không? Đó, mang thêm cái túi xách nữa. Trời ơi, chắc chết đó. Đó, dễ thương không? Tại vì cái vải á, cái form áo này nó làm đúng chuẩn cái form vest luôn, mặc vô nó không bị kiểu nó bị rủ rủ á mọi người. Nên là cái quần lên nó cũng form như thế này, đùi to thoải mái luôn. Cái này là màu nâu, muốn sang á thì mọi người mặc màu nâu với màu trắng với màu đen. Đó, Châu Ngọc là màu đen, còn mà nhìn dễ thương với ấy thì mọi người màu hồng với màu xanh xanh minh là cái màu là nhìn nó cưng với nhìn nó trẻ. Còn sang thì mấy chị nâu đen với trắng là sang nhất. Màu đen này đẹp không? Em nói thật, cái set này mấy chị mặc lên là bao cưng luôn á, dễ thương lắm. Mặc đi chơi cũng đẹp. Nè, màu đen thì rất là sang luôn.
Cái này là màu hồng nha. Cái gì vậy trời? Ghê, ngồi gần rút ra đi rồi ấy lại. Ngồi tận điển sở bách. Rồi cái này ghi cho em là hồng giùm em nha. Hồng. Đen cho chị Hồng Nguyễn. Rồi hết đen luôn. À, xếp quá đẹp luôn đó mọi người. Có 150.000 thôi đó. Rồi cái này ghi cho em là hồng nha. Ai lấy nữa thì ghi dùm em là màu. Được cho em để chị bấm nè. Rồi cái này ghi cho em là xanh nha mọi người nha. Xanh. Xanh dùm em, xanh min siêu đẹp. Rồi cái này là nâu nha mọi người nha. Ai lấy thì ghi dùm em. Set này cưng quá ha. Áo ơi nó đẹp, dễ thương quá chứ. Bao cưng luôn đó mấy bà. Đây. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment dưới đây là màu. Màu giùm em. Đồ ngủ hả? Đồ ngủ như nó hết rồi á. Đúng không? Đồ ngủ trong còn mã nào không? Hết đồ ngủ rồi em ơi. Hết đồ ngủ rồi. Lên set thôi chứ hết đồ ngủ rồi. Rồi set 110. Cái này là hàng Thái mắc nha mọi người nha. Rồi set cho mọi người 110 luôn. Ghi cho em là set. Set cam á mọi người. Cam 110. Cam với lại là xanh 110 nha mọi người nha. 110 ghi cho em là cam với xanh giùm em. Đây, một cam với một xanh. Ghi cho em là cam với xanh nha mọi người nha. Ai lấy ghi giùm em set này, set hàng Thái. Từ form cho tới vải, vải rất là đẹp luôn. Ghi cho em là cam với xanh. Rồi xả áo khoác nha mọi người. Xả áo khoác nha. Đồ ngủ hết rồi đó. Đồ ngủ là xả lỗ cho mấy chị. Có mấy mã đó xả lỗ là xả banh nhà luôn rồi đó. Rồi khoác xám giùm em. Khoác này làm sale luôn. 79.000 luôn. Á ơi chơi tới luôn này. Xám giùm em. Xám đậm. Màu xanh đen. Còn nó 4 cái, 6 cái, 7 cái. Rồi cái này ghi giùm em là màu đỏ đô. Màu đỏ đô. Cái này ai săn nhanh thì được nha. Tại vì áo khoác này là vải rất là dày. Rồi cái này ghi cho em là màu màu cam đất. Màu hồng. Màu hồng nha mọi người nha. Cái này là màu hồng. Vải này là vải dày lắm luôn đó mọi người. Hồng đậm á. Rồi cái này là xám nhạt. Trời ơi. Cái vải này. Vải mê không mọi người. Rồi cái màu này là màu xám nhạt và màu hồng nhạt giùm em nha. Xám nhạt và có hồng nhạt. Có hồng nhạt với hồng đậm. Có xám đậm với xám nhạt. Lấy thì comment cho em cái màu kỹ nha. Hồng đậm với kim hồng. Rồi hết hồng luôn. Bây giờ còn không vậy? Lúc đó chị nhớ là con đấy nó cột hai cục lại mà. Còn em. Ai lấy thì ghi giùm em là màu. Cái này là nhớ cho em hồng đậm với hồng nhạt lận nha mấy chị nha. Rồi hết hồng. Rồi cái này ghi cho em là xám nhạt. Á hồi xám đẹp quá ha. Rồi cái này là cam đất. Cam đất giùm em nha. Vải lên đẹp lắm mọi người. Cái này là đỏ đô giùm em. Vải dày lắm. Mọi người cứ sờ lên cái vải mọi người ghiền á. Rồi cái này là xanh đen 79.000 nè. Hay sale rẻ luôn á. Rồi cái này là xám đậm giùm em. Lấy hai màu đi mini trang ơi. Tại mai chị không có like nữa. Lấy hai màu đi chị bấm cho chứ 79.000 chị không có đi hàng được. Chị cũng không giữ đơn nha. Bữa nay test thì em không giữ đơn đâu nha mọi người. Đáng lấy hai cái giùm chị đi. Như còn màu kem hay màu trắng thì em vừa đưa ra. Còn màu cái màu trắng thôi. Đáng lấy hai cái giùm chị đi. Cái màu đen hay sao. Xám đậm cho chị Thanh Phạm. Còn màu đen coi, còn màu đen thì đưa cho chị vô hết màu sách lửa luôn. Ai áo khoác này đẹp lắm không? Nó còn cái màu trắng nữa này. Quá rẻ luôn á. 79.000 à. Chốt lại đi số điện thoại để chị mà một cái em không có chốt mấy chị ơi. Cuối like rồi mọi người. Sắp off rồi đó. Xám đậm là cái này. Rồi hết xám đậm luôn. Em còn một trắng này. Rồi cái này ghi cho em là một xanh đen. Rồi cái này là đỏ đô giùm em nha. Có 79.000 thôi á. Lựa hai màu đi cho chị đi đơn với chị. Cam giùm em. Rồi xám nhạt. Rồi màu hồng nhạt. Rồi hết rồi đó. Ai lấy màu nào nữa thì chốt giùm em. Comment thấy nhưng mà không có đọc. Rồi ghi giùm em nha. Đây cái này là màu hồng nhạt. Hồng nhạt đẹp quá ha.
ai lấy màu thì ghi giùm em là màu nhá. Phải một cái không có đủ đi đơn mấy chị ơi. Bây giờ gần ọp rồi mà đợi mấy chị chốt thêm mà chả biết lúc nào mấy chị có chốt thêm á. Mất công giữ nó mà em không có giữ hàng Tết nữa nha mọi người nhá. Tết năm nay chả giữ hàng như năm ngoái đâu. Cứ gần cuối Tết là xả một bao tải hàng toàn giữ một cái không. Đi thì mấy chị cũng không chịu đi hàng mấy chục nghìn, mà giữ thì mấy chị không bao giờ chốt thêm hết. Em không có giữ nữa. Rồi ghi giùm em nha. Màu đỏ đô. Một cái không có chốt mấy chị ơi, thông cảm nha. Rồi cái này ghi cho em là màu. Em không đi đơn mấy chục nghìn chị. Nhà em có bao giờ đi đơn mấy chục nghìn đâu. Rồi ghi giùm em là màu trắng. Hàng xả không có đi đơn mấy chục nghìn chị ơi. Đơn đi hàng trên 100 nghìn. Không có đồng chữ A em. Em không bao giờ đi đơn mấy chục nghìn hết. Vậy là mấy chị chưa mua đồ bên em rồi. Rồi ghi giùm em nha. Quần. Quần giùm em nha mọi người. Quần còn cái size M này. Xe mấy chị 165. Còn cái xe M màu xanh đè siêu đẹp luôn. Đây. M giùm em nha. Comment giùm em. Quần M giùm em nha mọi người. Ai lấy quần M thì ghi giùm em là quần M. Còn có cái M thôi. Quần M giùm em nha. 165. Quần M 165. Đồ ngủ hết rồi chị. Nãy đầu like không vô coi. Quá trời đồ ngủ thì không vô coi giờ hết rồi. Coi kiếm còn cái đồ ngủ đó không. Ai cũng đòi đồ ngủ hết mà hết rồi. Để sale đồ ngủ quá trời sale luôn. Rồi ghi cho em là quần size M 165. Có cái xanh nhạt nha mọi người nhé. Size M 165 xanh nhạt. Size M 165 màu xanh nhạt. Ai lấy quần thì ghi giùm em là quần. Đồ ngủ còn ngủ xét cũng bơ rì kìa. Đưa chị luôn đi. Cũng hay rì ngoài cùng kìa. Trên đồ ngủ còn cái bookberry này. Đây. Đồ ngủ bookberry. Đó. Theo luôn. 125 tay dài quần dài nhá. Còn 2 bộ hả? Còn 3 bộ nha mọi người nhá. Đồ ngủ giùm em bookberry. Đó. Bà nào lấy thì giùm em đồ ngủ bookberry. 125. Rồi 85.000. Này là sale tặng này. 85.000 màu vàng với màu hồng. Chấm bài đi mọi người. Cái này set baby doll nha. Màu vàng với màu hồng 85. Ghi cho em là vàng với hồng 85.000. Chấm bài đi trời. Rồi đây đồ ngủ lên cho rồi thì ráng chấm bài dùng cái đi. Rồi cái này ghi dùm em nha. Màu hồng. Màu hồng nha mọi người nha. Đó. Em còn mấy bộ thôi là em hết rồi đó. Nãy sale quá rồi sale. Rồi set nơ luôn nè. Nơ còn 2 bộ đen trắng. Nơ còn 2 bộ đen trắng giùm em nhá. 125. Nơ còn 2 bộ đen trắng. Đây. Ở đâu? Nãy xe bao nhiêu ta? Nơ nãy xe bao nhiêu coi lại? Hả? 105. Chấm bài đi mấy má ơi. Trời ơi. Đòi lên đồ cái gì là cũng lên cho theo rồi. Kim Ngọc Hồng 85. Mà không chịu tương tác gì luôn ấy. Rồi cái này ghi cho em là màu đen giùm em. Đen với trắng giùm em nơ nha. 105. Em tưởng xem 125 xem có 105 à. Ghi cho em nhá. Đen trắng. Nơ này là nơ cao cấp á. Nơ màu. Nơ. Lụa mango nha mọi người nha. Màu. Rồi set 75.000 giùm em. Còn một set trắng. Set này set quần nó. Quần len nha. Nơ đen cho trinh chu. Rồi còn nơ trắng là hết luôn. Còn một set nơ trắng. Màu chị ơi, còn một nơ trắng thôi. Ba set này là quần len rồi đó. 75.000. Cô gái 75. Cô gái này là sale tặng á. 75.000 cô gái. Cô gái 75.000. Ý cho em là set cô gái nha mấy bà ơi. Set cô gái 75.000. Cái này là quần len luôn á. Mấy bà mua cái quần này là về phối được với những cái áo khác luôn. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment giúp em là cô gái. Xuân Trần lên địa chỉ đi em ơi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em lên địa chỉ đi chốt cùng với cái áo khác cái này. Búp bơ rì cho chị Phước Hiền. Giờ 75.000 sao chốt đơn mấy bà. Cô gái cho Nguyễn Thảo. Nguyễn Thảo này ở đâu vậy? Nguyễn Thảo đi cọc giùm em đi. Khách mới á.
sản phẩm rồi. À, lấy cô gái nữa không? Còn hai cô gái là hết. Nè, Xuân Trần là áo khoác hồng nhạt kèm với set cô gái. Ok, đủ hai sản phẩm đi hàng này. Rồi em còn một set cô gái cuối cùng. Ai lấy set cô gái thì ghi giùm em nha. Set cô gái. Còn một set cuối cùng. Còn một set cuối cùng thôi. Còn một set cuối cùng thôi nha. Rồi set đầm body siêu đẹp luôn. Set đầm body 99.000. Cái này hàng Quảng Châu nha mọi người nha. Set đầm body 99.000. Khách mới gì ráng mua, bên em đã mua lần đầu rồi. Ráng giùm em là nghe máy để đi hàng nha. Mất công mình mới làm quen nhau lần đầu mà vô danh sách bom hàng là thua luôn á. Toàn là khách mới không nghe máy nhiều lắm. Khách quen thì ví dụ không nghe máy em cũng đi đơn. Chứ được khách mới không nghe máy là xả đơn đó mọi người. Mà gọi thì chắc chắn không bao giờ gọi dưới 2 cuộc à, không bao giờ gọi dưới 5 cuộc rồi đó. Nên mọi người chú ý cái số cái điện thoại gọi tới mà thấy cuộc gọi giữa gọi cho em. Chứ mới gặp nhau lần đầu mà đã bom hàng rồi là chịu quá nha. Rồi ghi giùm em set đầm body cao cấp. Cái này còn 2 set sale trăm luôn, 155 á. Cái set đầm body này là hàng xịt nha mọi người nha. Set đầm body giùm em sale cho mọi người 100.000. Quá đẹp luôn. Này, chị coi lại set hồng đi. Set hồng là set gì ta? Đây, ai lấy thì ghi giùm em nha, màu giúp em. Đây, set giùm em nha mọi người nha. Ghi cho em là set đầm body có 100.000 thôi mà nó xịn như thế này đó. Cái này là 155, cái này hàng Quảng Châu lận mấy chị ơi. Thành Cung ha, màu siêu đẹp. Thanh Tuyền một set còn đó mọi người ơi. Ai lấy thì ghi giùm em ha bạn. Cái màu nó đẹp ghê luôn á. Màu siêu đẹp luôn đó mọi người. Ghi cho em là set đầm body nha. Còn đó mọi người, màu quá đẹp. Cái này là cao trên đầu gối nha mọi người nhé. Cao trên đầu gối. Cái này hàng Quảng Châu, hàng hãng á. Thấy không? Xịn lắm luôn á. Không phải là xịn vừa đâu. Bào ngư một set. Bào ngư di cá một set. Rồi còn 2 set đó mọi người ơi. Ai lấy nữa ghi giùm em nhé. Còn 2 set. Còn 2 set. Còn 2 set nha. Em đưa chị set nhúng đi chị xả luôn. Em được fan cứng rồi, ghê à? Ghê chưa, ghê chưa? Nở rồi đó. Rồi set đập rồi. Tuyền ơi lấy cái set này này Tuyền. Đầm body chị Hiền. À, cái set này mà bạn nào em mà không có bầu em mặc mấy cái set này lên là mấy chị chốt lia liệt rồi. Cái áo đẹp không? Chất len đó mọi người. Cái chân váy là chân váy nhúng. Chân váy nhúng này thì mấy chị phải mặc vô nó mới thấy form được nha. Nó là nhúng xòe ở dưới nhẹ mọi người, xem với cá nhẹ phá cái set này đẹp quá. À, em tại em có bụng á mọi người, tại 4 tháng rồi có bụng á. Nó mặc ra nó sẽ xòe đuôi cá như thế này. Rồi set này tặng luôn 99.145 á. Xem còn 99.000 nha mọi người nha. Màu hồng. Cái set này đẹp lắm luôn á. Mấy cái bà hot girl mặc mấy cái set này hở xỉu ngang luôn đó mấy bà. Rồi cái này ghi cho em là màu hồng. Ha, cái áo đẹp ghê chưa. Màu hồng. Màu đen với màu nâu, hồng đen nâu, nó vải đẹp lắm luôn á. Trời ơi nè, hàng Quảng Châu á. Màu đen. Nó đẹp quá. Nó xe 100 là hơi uổng tiền của em luôn á. Trời ơi nè. Nó đẹp. Hồng cho Kim Hồng. Vàng cho chị Hà. Nó đẹp. Hồng cho chị Hồng Nghi. Có 100.000 thôi đó mấy má ơi. Còn bán là bán lỗ, trời ơi, màu đen. Cái này đi Đà Lạt đó mọi người. Thật á, cái này đi Đà Lạt là đúng bài luôn đó mọi người. Ai mà đi Đà Lạt hoặc là Tết nhà lạnh lạnh á, hoặc là đi đâu lạnh lạnh chỉ cần mặc. Mà không cần phải đi Đà Lạt tại cái này nó cũng không dày mấy chị. Mặc đi chơi ở mình là đã ok rồi. Nè, cổ nó không phải là cổ lọ cao như thế này mà cổ vừa nhá. Nên mặc lên nó cứng lắm. Nè, ôi cái áo này. Em không lấy set này là hơi uổng luôn á. Ờ, cái này ghi cho em là màu đen, màu nâu với màu hồng. Thật sự nếu mà ai không lấy set này thì em nói thật rất là uổng luôn. Lại rất là xịn sò. Ở dưới nó xòe mà mấy chị mặc lên nó sẽ thành cái đuôi cá nha. Ờ, mấy chị tưởng tượng ra nó thành cái đuôi cá ở dưới không? Rồi cái này là màu nâu, màu hồng với lại màu đen.
nâu hồng với đen giùm em nhé, nó màu hồng cưng quá. Hồng nâu với đen giùm em. Ao lấy set này là hơi uổng tiền à. Thật sự. Rồi, nâu hồng với đen, ai lấy nữa thì cứ giùm em là màu. Màu 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 nha mấy chị ơi, màu màu màu. Set thể thao này chị vừa thấy rồi ta. Có 3 món hả? Ừ, đưa xả set 3 món. Nâu cho Ngọc Mỹ. Em xả set 3 món cho mấy chị khô máu luôn này. Đây, set 3 món. Hồng nâu cho Bào Ngư. À, cái đó mà ai không lấy đúng thiệt á. 100.000 mà quá xịt luôn. Rồi, 3 món tập luôn nhá. 3 món 180, sale 120 luôn. 3 món, trời ơi. Mua cái này là được cái áo ba lỗ ghiền luôn á. Em là không ai lấy cái set 2 món thì em để cho chăng cho cái áo ba lỗ. Áo ba lỗ đẹp lắm. Áo ba lỗ hàng bo rip xịn luôn. Mà mua không đã là 75.000 rồi. Rồi, kèm cái áo khoác này. À, cái set này đúng đẹp luôn. Sale 120 luôn. Lỗ luôn đó mọi người. Set 3 món. Dây kéo là dây kéo sắt nha mọi người nha. Rồi cái này ghi cho em là màu nu. Màu này là màu đen và màu hồng. Nu đen hồng giùm em nha. Má ơi, siêu đẹp luôn nè. Cái áo ba lỗ không đã lời tiền rồi. Cái này là 185 rồi đó. Rồi 3 món kèm màu. Má cái quần cái đai của nó này mấy chị. Rồi 3 món kèm màu giùm em nha. Set mặc có màu nu nha. Cái này là màu đen. Cái này mặc đợi xíu đi cho coi lại màu. Đợi tí nha, chúng em set 3 món đã. Đây, áo ở trong là đều màu trắng hết nha. Rồi cái này thủ má màu đen này. Màu đen đi với viền trắng. Dây kéo của nó là dây kéo sắt. Rất là xịn sò luôn. Xe 120 nha mọi người nha. Đây, cái này ghi cho em là màu đen. Xuất sắc chưa. Áo này mấy chị mặc riêng ra cũng đẹp nữa. Rồi quần này, phối viền hai bên. 120.000 giúp em. Đó, quần là có túi nha mọi người nha. Đây, ai lấy cái giùm em là đen, hồng với lại là nâu. 3 màu nha mọi người nha. 3 món mà có 120 tính ra một món bao nhiêu? 43, 12, có 40.000 thôi đó. Rẻ không? Rồi bao gì ta? Chốt màu giùm em nha. 120 kèm màu. Đen, nâu, hồng. Đây, em vô set em mặc cho mấy chị coi này. Set em mặc là 150 màu nâu. Màu nâu này. Màu xanh. Set đen nhân lý cherry 3 món á. Màu hồng với màu trắng. Set em đang mặc á. Quá đẹp. Thanh Tuyền là set đen 3 món nha. Rồi ghi giùm em nha. Set em đang mặc hồng 150. Cái này mua để dành mặc Tết á. Siêu đẹp luôn. Cái này ghi là dung set dung mặc kèm màu nhá. Màu xanh min này. Chốt hàng khách mới lên số điện thoại địa chỉ một dòng cho em. Màu nâu sang ha. Màu nâu siêu đẹp luôn á. Nâu là siêu sang luôn mấy bà. Nâu. Nâu 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 ăn ăn nâu. Rồi ai lấy thì ghi giùm em là màu nha. Ba món đó mấy chị mặc lên á. Mấy chị kéo cái áo khoác ngoài hở hở tí xíu để lò cái áo ba lỗ lên nó xinh lắm luôn á. Rồi ghi cho em là màu. Màu như mấy chế ơi. Đây, màu nâu, set em mặc ai lấy thì ghi giùm em nhá. Màu xanh min. Màu hồng. Đó. Ai lấy thì ghi giùm em. Ê, set 3 món có màu xám hả? Này, set 3 món còn màu xám thì mấy chị. Xám đẹp chưa? Ai lấy thêm xám thì ghi xám, xám, xám. Set 3 món nha, màu xám. Lê Ái Vi lên cho Dung thêm cái địa chỉ nhá. Cho Dung xin thêm cái địa chỉ đi. Lê Ái Vi là set nâu đang mặc á. Này, ai lấy thì ghi giùm em. Cái này còn xếp màu xám. Lê Ái Vi lên cho Dung thêm cái địa chỉ đi nàng ơi. Cho Dung xin thêm cái địa chỉ nha. Này xếp 3 món còn màu xám. Ai lấy thì chốt luôn nha. Cho tôi xin thêm cái địa chỉ. Địa chỉ đổ cho tôi cái địa chỉ nha. Đó. Ai lấy thì ghi giùm em là màu. Màu giùm em. Cho chị cái cục này đi thôi. Cho em xin thêm cái địa chỉ đi mấy chị ơi. Địa chỉ cho xem thế hả? Ok không quá.
màu đen giùm em. Có cái à, bằng len nha mọi người nhá. 50.000 màu đen, có cái à. Này hàng lẻ. 50.000 màu đen ghi cho em là áo. Rồi báo ở set này là set hãng luôn nè. Sót lại có set. Set thể thao á, set này là mấy chị Mai Phong Bùi mặc tập gym á. Set hãng luôn. Hay đợt em săn sale của hãng á. Xịn sò không? Set tập gym sale 100 luôn. Áo ba lỗ set hãng nha mấy chị nha. Này cái quần đã không? Rồi ghi giùm em nha. Trời ơi. 180 lần á, sale còn 100. Set 3 món sáng cho nguyên ra. Nè ghi cho em, cái này là set Mai Phong Bùi mặc tập gym á mọi người. Set này đẹp lắm luôn á. Đó. Siêu đẹp không? Cái đai quần đã không? Cái phong quần là ôm sát luôn nha. Ôm sát cái chân luôn. Cái này là set hàng hãng á mọi người. Xem mọi người 100 á, 180 á mọi người. Mà xem mọi người 100. Ghi cho em là set trắng 100.000. Này giá ngay tầm ở chừng 53kg đổ xuống là mặc đẹp. Siêu đẹp luôn á. Rồi ghi cho em là set trắng. Áo đen đẹp 50.000 không ai lấy hả? Áo đen đẹp mà 50.000 không ai lấy trời. Nó đẹp mà. Ai lấy thì chốt giùm em nha. Rồi mọi người muốn like gì nữa không nè? Có muốn like còn jean nữa không hay là thôi ọp? Có muốn like nữa không hay là ọp này mấy chị ơi? Em có đầu ghê, người mới hôm qua sao? Em còn quần ngố này. Cho nha mấy chị mấy mẫu quần ngố rồi ọp nha. Quần ngố giùm em. Ngố 130 kèm size giùm em nha. Ngố 130 kèm size SML. Ngố là 130, ngố này là hàng mắc á mọi người. Mà em để mọi người 130 luôn á. Quần ngố mọi người 130 SML. SML 130. Trời ơi, nãy giờ chỉ like từ 7 giờ tới giờ 4 tiếng đồng hồ rồi đó. Rồi ghi giùm em nha, SML giúp em. Comment giúp em nha. SML giùm em 130 xanh với lại là đen giùm em nha. Xanh với đen, ngố này mấy chị mua để dành mặc Tết đó mấy chị. Đẹp lắm. Set trắng 100 cho cherry. Rồi cái này ghi giùm em cái set trắng đó mấy chị mua tập gym cũng đẹp, hoặc là mấy chị mua mặc thôi cũng đẹp nữa. Khoác cái áo khoác jean ở ngoài thôi là rất là chất luôn, đi thôi đôi giày thể thao nữa. Chất ngất luôn á. Khoác cái áo khoác jean ở ngoài hoặc là áo khoác da ở ngoài, trời ơi, mê luôn. Rồi quần ngố kèm size giùm em SM và L giùm em nhá. Ngố này là ngố mắc, ngố hãng luôn đó mọi người. Rất là xịn sò luôn này. Ngố kèm size SM và L. Kèm size giúp tớ nghiêng. Ai lấy size nào thì chốt Thuận về đi Thuận. Về đi em, về một giờ rồi. SM và L giùm em nha. Ủa chị che đi đổi địa chỉ hay sao vậy? Đổi địa chỉ hay sao vậy? Đổi địa chỉ hay sao vậy chị yêu ơi? Rồi ghi giùm em nha. Mở cửa cho SML. Ủa mở đẹp lại SML giùm em. Ai lấy ghi giùm em kèm sai nha. Đổi địa chỉ hả chị? Rồi ok. Ô sờ kê luôn. Rồi em xỉu nha. Ai lấy thì ghi giùm em. Rồi set cầu vòng. Set cầu vòng em xả luôn 115 á. Nãy quá trời người dành nữa. Set cầu vòng 115. Ghi cho em là set cầu vòng 115 nhá. Set cầu vòng 115. Đây. Cái này là em sale với chị lỗ luôn á. Set này là set Quảng Châu á mọi người. Set cầu vòng 115 giùm em. Cái này là quần len nhá mọi người, những cái form quần mọi người biết hàng xịn này. Rồi ghi cho em nha, set cầu vòng màu hồng với lại là em còn một hồng với một xanh thôi là hết luôn á. Cầu vòng này mấy chị đi mua ngoài ấy, đúng giá của nó là mọi người mua 290 á. Rồi cái này ghi giùm em nha. Túi ngọc tai còn cái là hết. Còn cái chị đang để chân ở trên luôn là hết luôn á. Rồi cái này ghi cho em là màu xanh nha. Rồi có 115 nó sale luôn á. Vải xịn không? Vải rất là xịn luôn. Rồi ghi cho em nha, màu. Màu giùm em nha mấy bác ơi, màu xanh. Cầu vòng xanh chị Cherry. Nó rẻ quá ha.
155 mà sale còn đúng rồi 180. Quần nhơ này. Này chị bỏ vào bọc kia nhá, tại vì mất cái bọc kia rồi. Rồi ghi giùm em nhá. Đây, ai lấy thì ghi giùm em. Hồng với lại là xanh nha mọi người nha, hồng với xanh. Nó chỉ khác nhau một cái áo thôi, còn cái quần này giống hệt má của cái vải, nó đẹp lắm luôn đó mọi người. Vải của set cầu vòng này rất là xịn luôn, xịn lắm. Xanh cho ánh bi này. Rồi hết xanh luôn. Còn hồng thôi là hết luôn rồi. Hồng cưng là mấy chị ơi. Hồng cưng lắm luôn đó. Rồi mặc cái áo không đã thấy đẹp rồi mọi người. Tại cái vải của nó rất là xịn. Từ cái quần cho tới cái áo luôn á. Em về biết bao nhiêu cầu vồng mà không có hàng luôn đó mọi người. Từ ngố rồi hả, đùi rồi hả, tới ấy luôn á mà không có luôn á. Này. Chị gì vậy? Cherry là đủ vậy chị ạ? Rồi ghi giùm em nhé. Ok em. Rồi ai lấy thì ghi giùm em màu. Màu hồng. Má màu hồng đẹp mà mấy chị. Sao mà lấy màu hồng ta? Màu hồng đẹp mà. Rồi tính ra là màu hồng cưng lắm á. Ai lấy cầu vòng hồng thì ghi giùm em nha. Hồng xinh quá nè. Hờ ông hông huyền hồng. Hồng hông hông huyền hờ. Hờ ông hông huyền hồng. Ai lấy hồng thì chốt hồng đê. Còn nó ba set hồng luôn đó mọi người. Ai lấy hồng thì ghi giùm em là hồng. Túi này đẹp lắm nè mấy bà. Phút bóp luôn mà tôi xả cũng 150 luôn. Xét le không dung. Có xét le trở nãy vừa xe xét le xong luôn đó bà Thảo. Trời ơi. Cái quần này mà có cái áo dây hoặc ba lỗ giống nó nữa thì nhức nách. Nó không có ra cái kiểu đó mới chết chứ. Đâu có thấy ai bán kiểu đó đâu. Có ai bán chưa? Cho tôi cái mẫu tôi lên coi. Nè, túi này cũng xuất sắc luôn. Mà túi này dung sale. Tôi sale mấy chị 130, còn nó 3 cái. Cái này là hàng food box luôn nha. Hàng hộp đầy đủ cho mấy chị luôn á. Hộp họ đầy đủ cho mấy bà luôn á. Mà có sale 130 luôn đi. Còn nó 3 cái à. Ai muốn ngắn đeo ngắn thì đeo ngắn. Mà ai muốn đeo dài thì thả cái dây ra nha. Đó, hàng có hộp food box luôn, có 130 thôi. Cái này đừng iPhone 11, iPhone Pro gì thoải mái luôn. Nó không có nhỏ đâu. Nó bự lắm đấy. Đó, dễ thương không? Bạn nào chốt giùm em nè. Xịn sò không? Đó, 180 lại tính sale 150.000 mà còn nó 3 cái sale mấy chị 130. Á, túi đẹp ha. Nè, xuất sắc chứ có chị mẹ. Cái chị Jerry một cái nè. Xịn sò không? Đó. Túi cho Mỹ Huyền xe 130 luôn á. Ê chết còn không vậy? Nè, thấy không? Túi là tên này tới 3 cái lần á. Ánh bi một cái hả? 130 xe cái còn có 130. Xịn lắm. Nè. Hàng đầy đủ cho mấy chị chứ không phải là hàng tào lao bí đao đâu. Tính ra là em đợt lúc đầu là 250 lần xe 180 bằng túi ngọc trai. Mà giờ xe còn 130 luôn. Chơi khô máu luôn. Chơi khô máu luôn á. Rồi ai lấy ghi giùm em nhá. 130. Xinh ha. Sắc chưa? Rồi 130 dùng tôi nha. Bà nào lấy nữa thì ghi giùm em. 130 30 30 1 130. Đó. Trời đất ơi má. Giật mình má. Giật mình con chim cò bay lơ lửng trên trời. Sao muốn đồ cái đó hả? Đồ gì đồ cho kinh sợ kêu đất gì. Túi 130 chị Phước Hiền có muốn đổi không? Rồi đổi tôi đổi cho nè. Kêu gì mà kêu nè. Còn túi nào nữa không? Còn một xanh nè với một trắng. Sao tự nhiên có hai cái nhìn bên này nhỉ? Nè, còn một xanh với một trắng mà loại khác. Loại này á, hàng của chết khay luôn. Đó. Hàng này thì 250 nha. Hàng này thì không có sale đâu, tại vì không có bán. Còn nó hai cái hai màu luôn á, hết luôn á. Về có 50 cái thôi hết rồi đó mấy bà. Còn cái túi trắng
50. Rồi. Thôi không, ấy chị sale Tuấn Ngọc Trai đi, sale nhẹ. Ui, Tuấn Ngọc Trai không sale được, Tuấn Ngọc Trai nổi mà chị vận chuyển bên Trung về đã là quá trời tiền. Tuấn Ngọc Trai đâu bữa 250 mà sale 180 đó, hỏi Nhi kìa. Bữa là 1-250 lần đó mà sale còn có 180 đó. Đâu phải là cứ xe bằng giá nhau được đâu hả? Rồi cái này ghi giùm em nha, xét sọc Quảng Châu. Xét sọc này không phải hàng Việt Nam nhưng mà người hàng Quảng Châu xịn lắm. Dung xe còn có 130 thôi. Này. Xịn lắm luôn đó mọi người. Xịn ơi là xịn luôn. Mọi người cầm cái vải của cái xét sọc này. Trời ơi. Cái xét này mà phối với cái túi này cũng siêu đẹp luôn. Có 130 thôi. Cái xét này là hàng của Quảng Châu luôn nhá. Vải không phải là vải thun bình thường đâu mọi người nhỉ. Cái vải của nó là vải thun lạnh luôn á, rất là xịn nhá. Áo này bên chị mặc riêng với phong rộng dấu quần cũng rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy ghi giùm em nhá, ghi cho em là set sọc, em còn có 3 set thôi đó. Cái này hàng của Quảng Châu. Sáng em về được 50 set mà like em hết rồi. Trương qua lúc trưa em mặc like ấy, nên khách lấy hết rồi. Ghi cho em nha, set sọc. Túi trắng ai lấy em để cho 200 luôn là em bán lỗ mấy chị 25.000 lận á. Tại vì tính về đây phí vận chuyển là em lời một cái túi có 25.000 thôi. Đó, tại túi này nó xịt mấy chị ơi. Hàng có hộp á. Em mà sale được là em sale mấy chị à, em đâu có tiếc đâu. Mang miếng bánh kem à. Còn một miếng cuối cùng, cho hết cho Nhi. Hết hả? Mấy chị đừng có nài em để em hết tiền rồi mọi người ơi. Rồi, đưa cho em test sọc. Test sọc chị Hiền. Test sọc này đẹp. Rồi ghi cho em là set sọc nha. Sọc giùm em. Mấy chị toàn dùng bầu không à. Bầu xe khô máu rồi đó. Cả hôm nay bầu bị tàn tạ rồi đó. Lấy cái túi này còn nguyên ở trong không em? Lấy cho khách cái nguyên đi. Để chị lấy cái nguyên để bỏ hộp cho em nha. 200.000 à. Đây màu trắng đó nha Nhi. Rồi set rồi. Xét sọc cho Kim Hồng. Kim Hồng ơi, cọc giúp Dung với. Kim Hồng ơi, cọc giúp chị Dung với Hồng ơi. Má ơi, xét sọc này em còn có 2 set thôi đó. Nè. Về 50 set đó mà hết rồi đó mọi người. Tụi em mặc quá rồi người lấy luôn. Còn 2 set cuối cùng bán hết 48 set rồi. Còn 2 set cuối cùng. Còn 130.000 à. Được nha Hồng ơi, gửi thẻ cào chị Vina nha em. Vina hoặc Việt Nam. Đừng có gửi Viettel nha. Giờ không ai thường gửi xài Viettel. Nhà không một ai xài Viettel luôn á. Em bỏ cái sim Viettel rồi. Cái sọc cho Trang Tây 50 set, còn có set cuối cùng nữa là hết luôn này. Má ơi có 130.000 với chị về cầm đi. Thiệt em sợ với chị xỉu á. Còn có set thôi, còn set cuối cùng. Rao bán một set cuối cùng. Ok Hồng nha. Đưa cho chị cái túi đó đi. Cho khách nhìn phát nè. Chị ship cho em là ship hàng như thế này nè. Thấy không? Che SK nè. Có 200.000 thôi đó. Cái hộp đó nè. Khoe phát đi Nhi. Đó. Ship là ship. Phải ship xịn sò như thế này mới chịu nha. Đó. Nhận hàng nè. Đây. Đó, bán giá xe nhưng mà không biết bỏ hộp. Đây, bỏ hộp cho luôn. Đích thân. Rồi xếp trắng để chị Hiền 125 đi thôi. Em còn một xếp sọc ai lấy không? Ê, cái túi này xịn lắm luôn mấy chị. Còn nó nặng tay kinh khủng luôn á. Xịn sò không? Túi đẹp ha. Rồi, em còn một xếp sọc rồi mắc không? Lại còn một xếp sọc không ai lấy cho em? Em ra bán một set sọc cuối đời. Còn có set thôi. Đây chị cái set kim sa để chị mặc đầu like cho em. Set kim sa. Đó. Rồi set siêu phẩm ra đời. Cái này còn đúng 4 set. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì chả còn set nào. Set này là đang 290 á. Quần ống suông á chị Thanh, đẹp lắm. Em còn có set 50 set đó. Lúc trưa chị coi lại lúc trưa đi. 50 set mà không còn. Còn có set à? Còn đúng một set.
lúc đêm mặc ai cũng đòi trời má sếp này, còn có sếp cuối cùng đó, rồi sếp Kim Sa này nãy em nói với chị là em bắn tặng với chị chứ em không bắn lời, không bắn lời 1.000 luôn nè, ghi cho em là sếp sọc giùm em nãy em mặc đồ lai á, à lộn, sếp vịt, vịt xanh lá nè, 150 này, thấy chị thấy, chị thấy không, em bán đúng cái giá em lấy vô luôn nè, thấy không, 150 luôn. Rồi cái này ghi cho em là xanh, đưa chị xếp đi, màu xanh nha, xanh chuối giùm em, set này là 150 quá rẻ, set vịt cho em xin cái màu, em nói thật cái set này là em chỉ bán tặng với chị thôi, vịt xanh lá chị cherry, rồi em xíu em cho quay lại chị Hà cho em lại cái màu đi chị Hà ơi, xanh lá là cái xanh nha, đầu rồi ai lấy cái giùm em nha, trời ơi màu vàng đừng có lấy set mấy chị, set này em lấy vốn mấy chị luôn á, em nói là em săn xe của hot girl được có mấy set à, em lấy mặt bầu á, bầu mặt rất là cung luôn, em để em bán tặng với chị nè, áo này với chị mặc riêng cũng đẹp đó, cái này là xanh chuối, quần là sọc xanh chuối luôn, chị Hà lấy vịt màu nào vậy, con này là xanh lá mắt đẹp ha, Kim Sa xung sa hạt lựu này, thấy không đó, cái này là xanh lá, chị Hà lấy màu gì á Hà ơi, chị Hà lấy màu gì á cho chị một cái set sọc với xanh chuối chị Hà, set sọc chị một cái xuống chưa ta, cũng xuống nữa, à cái set vịt này á mấy chị mặc riêng cái áo thôi cũng thấy đẹp nè, cái quần của cái set sọc này chị Hà ơi, chị ta chị Thanh ơi, quần suông đẹp lắm, cái này á chị đi đôi dép kẹp thôi đã xinh rồi, đi đôi dép kẹp thôi đã xinh rồi, mà cái vải của cái áo đẹp mê ly luôn, ghiền luôn á, cái sọc này lúc em bán hết sạch rồi đó, còn có set cuối cùng luôn á, chị mà lấy thì là người cuối cùng lấy luôn á, rồi set vịt ai lấy nữa không, màu xanh lá đẹp chưa, màu xanh lá này, ôi xông ra hạt lựu, màu xanh lá quần này đẹp ha, này để dành mặc tết đi chơi cũng đẹp nữa, rồi cái này là màu xanh chuối, nó vải nó đẹp, vải đẹp kinh khủng luôn đó mấy bà. Chị Hà có lấy không? Thúy Liễu lên để chị Dung Dung nha. Rồi cái này là vàng 150, vải đẹp ha. Đó, con vịt này. Rồi ghi cho em là vàng. Vàng. Rồi cái này ghi cho em là màu xanh chuối. Thúy Liễu lên để Dung cái địa chỉ đi. Xanh chuối. Rồi sọc cho Thúy Liễu rồi hết luôn. Rồi cái này ghi giùm em là màu xanh lá giùm em. Đó. Ai lấy thì ghi giùm em màu nha mấy bà ơi. Màu. Cái trắng bên video chị chốt, em chốt cho chị rồi đó. Rồi em còn set này. Chốt cho chị rồi mà. Thì có mấy set trắng em để rồi đó. Rồi set này em còn set của khách sạn ra này. Set này mua để dành mặc ngày mùng 1 Tết nha. Bây giờ đứng mặc. Đã có set à. Trời ơi, set này đẹp lắm luôn đó mọi người, hôm bữa em mặc cho mấy chị coi đó, thấy không? Trời ơi, set này cưng lắm luôn á. Rồi set xanh min sale 140.000, 175 á. Set sọc hết rồi, set sọc là 103. Còn không ta? Còn kìa, má ơi, chắc xỉu quá. Set sọc 103, còn 2-3 set kìa. Còn không? Phải không? Còn bà mẹ nó. Vậy là còn 5 set thôi mấy chị. Vậy là mới bán được 45 set. Coi lại lúc em mặc là mê luôn á. Nè. Lúc chị mặc cái set này. Thấy chốt rầm ầm luôn. Nè. Ba cái vải đẹp lắm luôn á. Trời ơi, cái vải của nó là áo len mà nó mắt lạnh luôn. Ôi nói chung là mấy chị cứ mua về đi, nhận hàng kiểm tra cái là mê xỉu cái chất vải luôn á, phê lắm mọi người, em mà khen nức nở vậy là mấy chị biết set sọc này đẹp chỗ nào mà có 130.000, tính ra là tiền bằng hàng xưởng luôn rồi đó, mà cái này là hàng Quảng Châu nha, vải nó rất là xịn luôn đó. Rồi set này 140, mua để dành mặc tết, mua để dành mặc tết. Set xanh 140 chị Nga lên, như cái này còn một set hồng đâu đây nữa này. Xanh nó đẹp lắm, như còn set hồng.
bóc đơn liền cho chị đứng coi nữa. Xét xong nó cưng lắm luôn á. À, xét này mặc này mùng 1 Tết đẹp ha. Xét xong với chị Hà. Rồi còn 2 set hết. Còn 2 set là bye bye nha. Không còn nha. Xét xong cái áo đã nhi ha. Em muốn lấy set hả? Má ơi, em muốn nhanh quá ha. Nu với Hồng chị Nga. Cái gì nó đã lượm một set rồi. Chúng ta để set mặc quá. Má tôi nhìn cái áo ghê luôn á. Được, chia đôi nha. Ok. Yeah. Yo yo yo. Con gì? Rồi xét nuôi với Hồng, xét này cưng ha. Xét này năm ngoái á, cái vải này không có giá này đâu. Ta chưa hiểu ý mày nói luôn á. À, mày lấy cái quần màu gì? Ra cho cái quần. À được, chơi này được, được. Ok, mày ta trao đổi đi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Má ơi. Ok, đứa nào cũng có áo, có quần đúng không? Rồi cái này ghi giùm em nha. Đó, vứt để đó đi. Chị nhìn, set này đồ đẹp, đẹp ha. Mà giờ em sale á. Set này đẹp lắm. Nói chung là set này không làm mọi người thất vọng luôn. Mặc ngày mùng 1 Tết là đúng đẹp luôn đó mọi người. Ủa cái set này bao nhiêu, còn mấy set lấy luôn đi chị. Còn đó 3 set này lấy luôn đi. Này, cho em dọn kho luôn. Còn 3 set lấy luôn đi, em để cho chị 130 luôn. Tính ra là còn 2 hồng với 1 nâu nữa là hết rồi đó. Lấy luôn đi về mà bán, em để cho 130 lỗ luôn á. Set này em lấy vô 138 lần. Hôm bữa em bán có 165 hay là 1 bao nhiêu quên bán rồi. Lấy vô 138, tính ra phí vận chuyển xe về đây nữa là thành 140 á. Giờ xả là bằng tiền xe luôn á. Rồi ghi giùm em nha. Tại cái gì mà nó còn 1-2 set em lười lắm mọi người. Thiệt, em lười like đi like lại lắm. Em chúa ghét luôn, em toàn bỏ lô lỗ luôn đó mọi người. Cứ like đi xong rồi like lại, xong rồi khách lại chốt lại rớt, rồi lại like đi like lại. Chứ là lười like á. Còn có 2 nu 1 hồng mà. Ai lấy ghi giùm em nha. Rồi set sọc giùm em. Set này là siêu phẩm của tụi nhân viên em này. Đó, set sọc. Set này là siêu phẩm của tụi nhân viên em đó. Để em cho mấy chị coi tại sao tụi nó lại thần tượng cái set này. Tại vì mặc nó rất là cưng luôn. Đứa nào mà về cái set này đứa nào cũng hớt một cái hết. Đứa nào cũng hớt một set hết. U của tụi nó mọi người. U xì của tụi nó đó. Cái này lên nó cưng lắm. Xét sọc nghe bà giới thiệu quá. Chơi nha, trời ơi đẹp mà. Chị lấy về không xịn em. Đem tiền cho chị, lo cái gì. Em mà đã khuyên lấy là lấy đi mấy chị. Em không có khuyên bậy đâu. Xét sọc cái chị thanh phạm. Nè, cái xét này là tụi nhân viên em về là tụi nó lấy đầu tiên. Dễ thương lắm. Dễ thương lắm mấy chị. Mà em cũng thấy nó dễ thương nữa. Đó, có 100.000 thôi mà vải là vải Quảng Châu nha. Rồi sọc đen với lại là... À, ghi cho em là xếp sọc trắng với sọc đen đi. Cho nó đỡ lộn nha. Sọc trắng với sọc đen. Ghi cho em là xếp trắng với xếp đen đi mọi người. Nó khác nhau cái quần nè. Trắng đen, đen trắng. Đã đâu? Mày đưa lộn ra cái áo rồi, đưa chị cái áo trắng đi. Đưa áo trắng lại cho chị. Đây đây, lộn, em mặc lộn áo rồi mấy chị ơi. Kể đó đi. Cho nó dễ phân biệt. Đây, ghi cho em là xếp trắng. Đó, đẹp không? Đây là trắng với lại là đen giùm em nhá. Trắng với đen. Ôi, đưa chị gác sọc. Đây là quần đùi á, dễ thương quá. Trắng với đen, áo này là áo vạch bầu của mọi người. Cái áo này mấy chị nhớ là Dung Đập từng bán với chị là 140 chưa? Đứa đó, sọc đen chứ. Con đen là của sọc đen mà. Rồi, ghi giùm em nha. Đó, vải rất là đã luôn. Đó. Đen trắng. Nó đẹp ha. Đang mặc cho chị Hiền. Cái này thì không cần nói số ký đâu mấy chị. Tại vì áo phông rộng với quần này. Trời ơi, thoải mái. Bao nhiêu ký mặc cũng đẹp. Đen với trắng. Trắng với đen. Đen với trắng rồi xong set này em ổ
còn trưa mai em like thêm cho chị một like nữa rồi đi đơn nhá, tại ít đơn quá. 100.000 này. Trưa chị xéo có 100 này. Rồi ai lấy sọc đen nữa, sọc đen chị Hà. Đen khác, đen này này nè. Đây là cái sọc nhuyễn đó, sọc nhuyễn quần đen á. Là hết hả? Còn không? Không còn không? Lấy sọc đen này đi. Cái này là vạch bầu á mọi người. Dễ thương lắm, mọi người mặc ở nhà cũng đẹp. Đó, để trưa mai em like thêm like chứ. Thấy ít đơn quá mọi người không? Mai like thêm like nữa nha. Rồi, bye bye mấy chị. Trưa mai em xả thêm một like nữa cho mấy chị nha. Học đi 10 rưỡi rồi, mấy chị 11 rưỡi rồi. Mấy chị ngủ ngon nha. Mấy cô bấm nút chia sẻ giùm con nha. Đỗ Mai Phương đang xem. Ủa lái gì gì. Hello mấy cô bấm nút chia sẻ giùm con nha. Hôm nay con sẽ lên. Để con xem. Chia sẻ giùm con nha, hôm nay con like Diên đang ăn cơm. Đây sếp gì ta, quần giả váy, sếp quần giả váy nha mấy cô. Đây quá trời đẹp luôn, 240.000 một cái set như thế này nha mấy cô. Cái này là vải co giãn cực kỳ luôn đó, với kèm theo quần váy caro nè mấy cô. Ở trong là quần nha, ở trong là quần đây, quần nha mấy cô. Ở ngoài là chân váy vải co giãn, có đủ size luôn, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg, dài dưới 100kg nha mấy cô. 240.000 một cái set như thế này, mặc đi chơi cũng được nha mấy cô. Giờ này đi đâu thôi, mặc ở nhà đó mấy cô. Đây quá trời đẹp luôn, vải co giãn quá trời đẹp, kèm theo quần caro, quần váy caro nha mấy cô. 240.000 240.000 có đủ size luôn. Mấy cô có thấy con không? Sao mấy cô im nghe vậy? Mấy cô đâu rồi? Set chính tất nha mấy cô. Set quần đùi. Set quần đùi. Vải nhúng nhúng. Ở đằng trước nó nhúng nhúng nha mấy cô. Ở đằng trước nó nhúng nhúng. Vải nữa. Vải co giãn cực kỳ nha mấy cô, mát nữa. Kèm theo quần quần đùi. Vải co giãn. Chào cô Ngô Muội. Mấy cô có thấy không? Sao mấy cô không nói một lời nào vậy? Buồn quá.
với cô thì sao? Hay cô nói một lời cho con vui đi. Một lời thôi cũng được. Chứ buồn quá. Bán đây với chị Thiên, chị tự nhiên nhìn gì? Bán đi, để cái này xích ra nè. Người ta mới thấy được con. Hả? Thấy chân kỳ. Thấy chân kỳ gì, chủ yếu thấy đồ chứ thấy cái mặt làm gì? Cái chân thì ai cũng biết lùng mít tư rồi. Đây mấy cô. Mấy cô không thấy con không, không comment lên cho con gì hết. Đây. Mấy chị chấm chấm múc múc lên mấy chị. Set này 240.000 nha mấy cô. Có đủ size. Set này may mấy lần rồi mấy chị? May mấy lần mới về sáng hôm nay nha. Chị lấy một bộ đùi nha em, Tường Vi. Bộ đùi, trời ơi cái bộ này đẹp lắm chị Vi. Hồi nãy quấn Bill Tường Vi rồi xả Bill nó ra đây lấy thêm bộ đùi cho Tường Vi. Chị Vi cái bộ này đẹp lắm chị Vi. Bộ này một mình nó là em may 6 loại vải rồi đó chị, vẫn gọn. Tường Vi bộ nè. Chưa có sơ mi gái ơi. Đây mấy cô, vải ở thằng trước nó nhúng nhúng nè mấy cô. Đẹp lắm nha. 240.000 kèm theo quần đùi. Quần đùi giống như quần váy vậy đó mấy cô. Giống như váy á, nãy giờ lên mấy mẫu rồi. Mới có 2 mẫu rồi cô. Đây đó, như cái váy nhưng mà thì lại bé lùng lên lại vậy Thu. Bữa giờ chị Thu nhận hàng bên em cục nào chưa? Đây, mẫu đầu tiên nè mấy cô. Mẫu đầu tiên là quần giả váy nha mấy cô. Set quần giả váy. Đây, áo. Áo. Cái tay đó nè mấy cô, nó độc lạ lắm đó. Kèm theo quần váy. Nó đủ 10 set đồng ý nha. Quần váy ở trong là quần, ở ngoài là nó đắp thêm cái tà làm thành váy mấy cô. Ăn gà mình không em rửa. Không. Cửa ngón vào mặt rồi đúng không? Anh để lên trên bàn em chút em làm được. Đó, vải co giãn luôn nha mấy cô. 240.000 một cái set như thế này nha mấy cô. Quần giả váy. Chị làm bên ngoài được không? Chẳng gửi gì hết đó Phương ơi. Nhà chị đồ ăn lưng quá rồi. Ăn kịp quá. Đó, hai mẫu này nha mấy cô. Hai mẫu 240.000 có đủ size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg nha mấy cô. Anh Tư, tay đi rồi đi. Em nói mấy chị nha. Bé lùng like không mua nữa là em đưa anh Phước vô like. Mà anh Phước vô like không mua nữa là em đưa anh Tư vô like. Một set sọc đỏ Nguyệt Thu. Set sọc đỏ 100kg của chị Nguyệt Thu. 100kg của chị Nguyệt Thu. Bữa giờ chị Nguyệt Thu nhận được bên em cái bill nào chưa? Còn quần đùi đen không chị? Đúng hết rồi. Hết rồi nha cô Thủy Thu ơi. Đây, set này cũng đủ size nha mấy cô. Set này mới về ngày hôm nay. Hả? 200 cái set này nhiêu tiền? 220. 220.000 một cái set này nha mấy cô. Kéo dẻo nha mấy cô. Trời ơi, vải co giãn. Cô Tông nha mấy cô, ở đằng sau như thế này nè, quá trời đẹp luôn. Thủy Lê xếp sọc đỏ size L là dưới 80-82kg nha Thủy Lê. Thủy Lê inbox cho em điều chỉnh không thôi Thủy Lê ơi. Đây, quá trời đẹp luôn, ở đằng sau là... 3 xếp rồi, đáng muốn đáng 7 xếp nữa. Giới trẻ hiện nay là đang mê cái này nha. Giới trẻ hiện nay mê luôn ha. Đó, ở đằng trước như thế này, có chữ ốc thôi nha mấy cô. Kéo đồ coi dễ nha mấy cô coi. Quần là quần dài. Quần dài nha mấy vải cô. Vải đẻ lắm. Vải coi giãn đến hai mặt tử. Cái bộ này chị Nguyệt Thu mặc được nè. Đó, quá trời đẹp luôn. 220.000 có đủ size. Có đủ size hết nha mấy cô. Vải thun đó, đó, bộ đó, đó. Mấy cô. 220.000. Để đó, chúc em làm cho. 220.000 một set như thế này. Anh nhắn tin cho nó này, em nói là mai chị, mai em không tính ship để bù vô cái bộ gì chị tự may lại. Anh ghi vô cho nó đi, không thấy.
mấy cô có thấy không? Thủy Lê, em xin địa chỉ số điện thoại trong inbox nha Thủy Lê ơi. Cô Thủy Lê, em bóp cho con địa chỉ số điện thoại nè. Cắt hàng bơm luôn anh Tư. Cái bộ cô Tâm này nè mấy chị. Để em không tính ship để phụ chị sửa lại cái quần. Xếp mấy... đen ánh, ánh nguyệt mai. Xếp, xếp đen ánh nguyệt mai là 70kg phải không chị? Nè, ánh nguyệt mai 220 nè. Ánh nguyệt mai 220. Rồi cô nào lấy comment lên giùm con nha. Có 3 xếp. Xếp caro. Xếp gì đó. Lấy cái điện thoại trên bàn cho em này mày. Xếp đen nữa. Rồi, không điện thoại xanh. Dạ, xếp đen em chốt qua dưới 73-74kg cho chị Ánh Nguyệt Mai nha. Nãy giờ bé Lùng lên 3 xếp lấy hết cho em. Ai à? Chị Nguyễn Thu, sao em hỏi chị, em trả lời ý em hỏi chị á. Cộng 1 triệu của Lê Lê Tân Hoàng. Chuyển tiền là ai chuyển tiền người ta? Ai chuyển cho 1 triệu cũng biết nữa. Đợi xíu nha mấy cô, cắt hàng bơm. Sale hàng bơm luôn nha mấy cô ơi. Lấy bộ này 3 hiệp cho Nguyễn Thu là anh Tư, với lại lấy bộ này 2 hiệp cho Nguyễn Thu à. Chị Thu ơi, bữa giờ chị Thu nhận cục hàng nào bên em chưa vậy? Bây giờ em lên hàng bơm nha. À, xeo cái đầm này 100kg là đúng 100kg cái đầm này luôn nè. Xeo, xeo cái đầm này 100kg nha mấy cô. Vải đẹp tuyệt vời. Vải đẹp tuyệt vời. Vải kim tuyến nha mấy cô. Con để cái khúc trên không sao khúc dưới người ta thấy. 3 ịt, cái này 3 ịt. Rồi, 240 cộng 220. Có xếp đùi đó, nãy giờ bé Lùng lên 2 xếp đùi hả chị? Đó, lên lại xếp đùi cho cô. Đầm này nhiêu xeo như vậy? 250 xeo còn 160. 250 xeo còn 160.000 nha mấy cô. 100.000 ở dưới nè mấy cô. Ở dưới đó. Dương Nguyễn anh ơi, Dương Nguyễn có dấu cho, 220. Cho Dương xin lại xếp ra luôn. Dạ cho cô Phương Nam. Đây. Chị Nam chờ em chút nha. Cô nào lấy cho con comment giùm con nha mấy cô. 240.000 sale còn 160 nha mấy cô. Đây. Xếp đùi. Xếp đùi hôm nay về nha mấy cô. Xếp đùi 240.000 có đủ size luôn. Xếp vải. Quá trời đẹp luôn. Kèm theo quần đùi nha mấy cô. Vải co giãn luôn. Yên Mập đang ngồi sát bên đây nè cô. Yên Mập đi trốn nợ rồi bà nậu. Khoan ái. Đó. Set này 240.000 luôn. Còn set caro nè mấy cô. Cái lùng la dễ thương quá. Cảm ơn cô Tâm Ngọc. Đây. Set caro. Áo. Áo như thế này nha. Cái lùng nhỏ đưa bộ nào lên cũng muốn mua à. Lấy hết hả chị? Đây, quần caro rất là đẹp nha. Đem về nuôi giùm em cái chị Ngọc. 160 cô Ngọc Huyền Trần rồi. 160 của chị Tâm Thiện nè. Chị Tâm Thiện 160. Đây mấy cô, quần váy có dạng hết. Quần váy có dạng hết nha mấy cô. 240.000 có đủ size luôn. Rồi còn một bộ Burberry size 100.000 là dưới 90kg. Dưới 90kg bộ Burberry nha mấy cô. Cái bộ này còn 100.000. Để coi bộ này bị cái gì nè, khách trẻ gì không biết rộng hay là bị cái gì á. À, nói chung là 200 gì đó, sale còn 100.000 đi. 200 mấy sale còn 100.000 nha mấy cô. Bộ Burberry. Mà dưới 90kg. Dưới 90kg là vừa nha mấy cô. Đây. Quần dài. Quần dài chỉ có cái bò nó co giãn thôi chứ cái quần nó không co giãn. Cái vải nó không co giãn. Đó, quá trời đẹp luôn, quần dài nha mấy cô. Ai lấy comment lên giùm con bộ Burberry nha. Burberry 100.000, quá trời rẻ luôn. Lê Tuy Hòa. Xếp quần váy caro đỏ Nguyễn Phương Nam rồi. Style của Nguyễn Phương Nam.
có quần váy riêng cho chị, có quần váy riêng cho chị kìa. Ai? Anh Hoa. Không, chị không có quần váy riêng. Không có quần váy riêng. Như Nguyễn Như Hoa, Burberry nè. 100.000 Nguyễn Như Hoa nè với tư. Nguyễn Như Hoa. 100.000. Rồi. Cô Hình Hoa ơi, có khách lấy rồi. Bộ này dưới 85 kg hay gì? Sai gì vậy? Sai XL. Dưới 82 kg. Dưới 82 kg nha mấy cô. Sale còn 120. Sale còn 120 luôn. Chị Thủy Lê, em Hiên là em Facebook, chị đang mua hàng online em nè. Nói đây nè, nhiêu ký à mà đòi em chỗ XL ghê à. Thôi bà nội, xưởng nhà tôi mà bà đi định sai mới gớm chứ. 60 kg cao nhiêu. Set này lấy size L cho bà nội mang hàng nha mấy cô. Nè anh Thủy Lê đổi lại size đi. Rồi, mặc đẹp. Thủy Lê cái bộ gì ạ? Size XL phải không? Rồi đổi lại size L cho Mỹ. 60 kg mét 5 mà lấy XL. Dưới 82 kg là vừa nha mấy cô. Dưới 82 kg. Cái bộ này là bị sót nè. Bà là 82 kg là chốt hơi bị sướng nè. Vậy mới lại quần đùi không? Quần bộ đùi này sale còn 120. Sale còn 120, cô nào lấy giùm con nha. Vải coi giãn cực kỳ luôn. Đó, cam đứt nha mấy cô. Vải cam tươi. Ở trong màu nó vậy đó mấy cô. Cô nào lấy comment giùm con nha. Kêu cái bì người ta kêu để em kêu ông Trang may gấp à. Rồi con cái vỏ này ra. À, anh lấy cái bịch đây nè, anh treo lên trên cái chỗ kia cho em nè, để em nhớ. Bộ bi, bộ bi dưới 82 kg là vừa nha mấy cô ơi. Treo cộng phải không? Bộ bi dưới 82 kg, đỏ 200k mua giùm. Phương Nguyễn. Phương Nguyễn nào đây? Xét đỏ 120 ngàn. Phương Nguyễn quận nhất. Phương Nguyễn. Đây, set caro dưới 82 kg là vừa với cô. Đó. Quá trời đẹp luôn nè mấy cô. Này sale còn nhiêu vậy? Bộ gì à? Bộ áo bi. Bộ này dưới 80 kg. Quên. Rồi set bi này sale còn 150 đi, 240 sale còn 150 dưới 80 kg. 150 dưới 80 kg nha mấy cô. Hết rồi nha mấy cô. Chỉ có một cái. Dạ chị ráng chờ em 2-3 bữa nữa nha. Bộ đỏ có 100 kg, tất cả những cái bộ này nè, bộ caro với lại bộ đen quần váy đều có size 100 kg hết nha chị. Chị Nhung Lan. Bên em đều có size 100 kg hết. Nhỏ bán đồ nào được bà. Đây, quá trời đẹp nha mấy cô, sale còn 150, 240. 150 nha mấy cô. Sale còn 150, quá trời đẹp vui. Dưới 80 kg là vừa nha mấy cô, kèm theo quần chín tất đen luôn. Cô nào lấy comment giùm con nha. Set B. Chị nào mới chuyển khoản tôi 1 triệu á trời. Đó. Cô nào lấy comment giùm con nha. Lê Tân Hoàng chuyển tiền 1 triệu. Đồ Lê Tân Hoàng là ai vậy trời? Dắt. Tiếp tục. Bộ này dưới 92 kg. Bộ này dưới 90-92 kg nha mấy cô. Từ 84-92 kg. 84-92 kg là vừa. Xanh két nha mấy cô, bộ xanh két quá trời đẹp luôn. Xeo bộ này còn... chị nào bộ này chị nào mà mặc ôm được 95 kg, bộ này 95 kg vẫn vừa. Bộ này chị Nguyệt Thu lấy bộ này đi chị Nguyệt Thu ơi, đẹp lắm nè, bên hông nè chị, bên hông quá trời kèm đẹp với quần chín tắc với lại màu xanh này nó rất là đẹp. Bộ này sale còn 150 luôn, sale còn 150 luôn nha. Comment giùm em bộ xanh két nha. Comment giùm con bộ xanh két set B của Liêu Ngô 150 inbox cho em, để chị kèm số điện thoại đây mấy cô, kèm theo quần chín tất luôn. Ai lấy comment giùm con set xanh của Huỳnh Diệu 150, Huỳnh Diệu inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại luôn nha. 150 cô Huỳnh Diệu inbox cho con địa chỉ số điện thoại luôn nha. Có một cái áo sơ mi. Chị thay vì cái mạc mà nó may ở sau cổ vậy nè, mà nó may sau này mấy chị vừa gửi ra giùm em. Bán cái này cho mấy chị với giá 60 ngàn. Áo sơ mi này dưới 95 kg vừa. 60 ngàn dưới 95 kg cũng vừa nha mấy cô. Hàng bơm mấy chị, chứ ở ngoài cái vải nó đẹp lắm. Cái này là của hàng xuất nè mấy chị, cho nên cái áo này thôi bán mấy chị 50 ngàn nè. Dưới 95 kg cũng vừa. 50 ngàn luôn, dưới 90 kg luôn. Có hai cái chị nào hút hết, cái rêu cái vàng hút cho em đi. Hết rồi Liên Hạnh ơi,
cô nào? Sơ mi của Văn Võ 2 cái, 100.000 của Văn Võ không có dấu. Rồi, cái đồng 100kg này sale luôn cho 80.000 cho hết đi. Sale 80.000 dưới 90. Mình Diệu nói nghe nè, đừng có cho trên này em bị lừa. Inbox địa chỉ số điện thoại cho chị nha. Dưới 95kg là vừa với cô đúng không chị? Giống như người ta quá, cái lùng vô cái view quá chị cao luôn. Dưới 95kg đầm này là đúng 100kg, 93-100kg đồng ngủ này. 93-100kg là vừa với chị cô. Coi đồng hàng xúc này vậy mà nó bơm hàng em nè, mấy chị coi đầm nè. Rồi đầm này sale cho mấy chị 80.000 nè. Sale 80.000 luôn nha mấy cô. Vải coi giãn cực kỳ luôn. Đó ở dưới nè mấy cô, quá trời đẹp luôn. Cắt laser luôn. Cho tôi cái má. Hết rồi má. Anh Diệu ơi. Đó. 80.000 nha. Đầm Bích Thủy 80.000 luôn. Tiếp gì? Liêu Ngô với Hình Diệu ơi. Inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nè hai chị ơi. Chị nè, em có lấy một cái nick Võ Thị Yên cho mấy chị á. Liêu Ngô em lấy cái nick Võ Thị Yên em mới chào chị á. Hình Diệu cũng vậy nè. Hình Diệu có một cái nick Võ Thị Yên mới chào mấy chị. Vô inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại vô hai nick đó nha. Đầm nó hết rồi nha mấy cô. Tại vì có một cái nữa là... Nó có một cái thôi. Bộ Quảng Châu. Bộ Quảng Châu nha mấy cô. Ơi, bộ này chị nào dưới 85-88kg 75-90kg mặt hơi bị sướng. 75-90kg cũng mặt. Trời ơi, bộ này coi nè mấy chị, bộ Burberry nè, đã không? Không phải coi giãn cực kỳ mát sale mẻ. Sale bộ này 350 sale còn 220. 350 sale còn 220. Quá trời đẹp luôn, phải coi giãn. Liêu Ngô ơi, inbox cho em địa chỉ số điện thoại Liêu Ngô. Kèm theo quần, chính đất có túi luôn nha mấy cô. 220.000 nha. Cô nào lấy comment giùm con. Mấy chị lưu ý giùm em nha, hàng sale bên em là không có đổi trả, không có tối lui, không có ầu ơ với dầu gì hết trơn á. Tuyên bố cứng cửa luôn á mấy chị à. Hàng sale không cho đổi trả nha mấy cô. Rồi tiếp tục mở dây ra là gì vậy? Quần jean. Quần jean size. Quần jean size 36 nha mấy cô. Chính tấc đúng vậy. Quần jean chính tấc nha mấy cô đúng không? Rồi quần rinh chín tóc mà rách tì le hồi bữa em mặc ngồi like nè mấy chị hỏi nè. Rồi cái bộ này quá trời đẹp luôn, giờ ánh Nguyệt Mai 220. Sáng lên quá con. Trời đẹp luôn, 36. Size này là size của em nè, chị nào 80-88kg lấy cái quần Burberry này. Lấy cái quần rách tì le mà lai lọc này. Đẹp lắm cái quần này, hồi bữa em mặc là chị nào cũng hỏi quần này nè. Đó, sale còn 200. Sale còn 200.000 nha mấy cô. Quần chín tóc size 36 82-88kg cũng vừa nha mấy cô. 80-90kg cũng vừa. 80-90kg cũng vừa nha mấy cô. 200. Cái lô dài phút trong em. Sale còn 200. Cô nào lấy quần jean comment giùm con. Jean. Tiếp gì? Còn chưa ai chốt mà mày tiếp chi tiếp miếng. Quần jean của Nguyễn Như Hoa. Ủa cái gì vậy? Ngu có chứ vậy? Nguyễn Như Hoa. 200 Nguyễn Như Hoa. Rồi quần sọt size 33, sale còn 150. Đi anh. Quần riêng nha mấy cô. Quần riêng có nịt. Nịt lên dính cho luôn rồi. Nịt đá. Nịt đá nha mấy cô. Size 33 luôn. Khách lấy rồi Hồng Thúy ơi, lựa bộ khác đi Hồng Thúy. Size 33 dưới. Size 33 là còn cỡ dưới 70kg á. Dưới 70kg là vừa nha mấy cô. Sale còn 150.000. 150.000. 150 nha mấy cô. Ôi vậy ông kho ông cứ cười miếng là 150.000. 150 quần jean dưới 70kg nha mấy cô. Quần này 85-88kg. Quần này 85-88kg nha. Phụng Nhung. Minh Phụng Lâm. 150 của Minh Phụng Lâm. 85-88kg là vừa nha mấy cô. Sale còn 150 luôn. Sale còn 150 luôn nha mấy cô. Size 38. Em còn 3 bộ ngủ. 3 bộ ngủ chị nào lấy hết quốc cho mấy chị 201. Còn 3 bộ ngủ. 3 bộ ngủ 201 nha mấy cô. Sale 201 luôn. 70.000 học giỏi ra. 90.000 sale còn 90.000 sale còn 70.000. Ủa hồ. Quần sọt Minh Phụng Lâm lấy
Quần sọt có rồi. Đó, cô nào lấy quần sọt này cũng sale 150. 150.000. Ủa cái bill của Cherry anh nó có kêu gửi lại không vậy anh coi hả? Buông mẹ hàng rồi. Tiếp tục. Lăng mua đi không? Có size 32 nhưng mà coi thử tại vì đang khui hàng bơm á. Đây size 38 quần jean size 38 giúp cô. Sale dưới nhiêu ký? Dưới 88. Dưới 88 ký là vừa giúp cô. Vải co giãn luôn. Sale 150. Sale 150 comment giùm con. Quần lên bắt mình nịt vàng. Comment giùm con quần bắt nịt vàng nha mấy cô. Quá trời đẹp luôn. Đó, 150.000. Ba bộ mũ cô Liên Hạnh inbox địa chỉ số điện thoại. Cô Liên Hạnh inbox cho con địa chỉ số điện thoại nha. Mặt hơi rộng, lấy sao nhỏ, có vừa không chị? Chị Nguyệt Thu em nói chị nghe nè. Chị em nhớ số ký chị Thu rồi. Cho nên khi mà chị chốt bộ nào vừa thì em bán, còn size bộ nào size 100 kg mà may phơm rộng thì em sẽ không bán hết chị, ok không? Dưới 90 kg mà khách lấy rồi cô Thu, Thủy Thu ơi. À người ta tới, người ta bưu điện đứng đứng trước cửa nãy giờ đi 15 cuộc không bắt máy, giờ chưa mới đang đứng đợi rồi. Kêu lưu ở bưu điện cho nó lên lấy. Con Phương tống ngoài anh nói chuyện với nó lúc nửa phi rồi đó. Em kêu nó giùm cái coi. Anh gọi là kêu để bưu điện đi, kêu nó lên lấy hàng. Ba bộ ngủ của ai đây? Ba bộ ngủ của Liên Huỳnh đúng không? Ba bộ ngủ của gì Hạnh Hạnh á? Ba người xin người đồng. Ừ, lạ, nhờ, tại vì da lùng quá, không có đụng hàng á chị. Bán cái đầm này sale 100 ngàn dưới 78 kg. Dưới 78 kg sale 100 ngàn nha mấy cô. Đầm quá trời đẹp luôn. Đó, đầm. Shipper gọi mày 15 cuộc không mất máy Phương. Dưới 88 kg. Ông qua nhậu tới 3 giờ sáng. Đùi jean có size 75 kg không chị? Đó, quá trời đẹp nha. Liêm Hạnh, ba bộ ngủ 201. Chị Liêm Hạnh ơi, chị Liêm Hạnh này inbox đi. Mấy chị mà cho trên like này, mấy chị bị lừa đảo là em không chịu trách nhiệm đâu á. Phân bay nè anh nè, Liêm Hạnh. Ghi Liêm Hạnh nè. Liêm Hạnh 263. Em nói mấy chị là chịu khó inbox cho em đi, mấy chị không inbox là chết. Mấy chị cho trên này là bị lừa đảo chắc luôn. Đầm cho này. Nó cái cục hàng nào mà có dán niêm phong cho em mượn hả? Đầm này. Sale còn 100 ngàn nha mấy cô. Chị á lụng mấy cô. Mấy chị coi nha, những chị mà cho địa chỉ số điện thoại trên like là làm ơn. Khi nào cục hàng tới, mấy chị cầm trên tay có cái miếng băng keo vàng xốp quần áo biết sai ý nghiêng kèm số điện thoại, mấy chị hãy nhận. Còn nếu không có cái niêm phong vàng này, không phải là xốp của em, nó sẽ bị lừa đảo nha. Ai lấy đầm comment giùm con đầm nha mấy cô. Dưới 88. Cái đầm này form đẹp lắm nha mấy chị. Con đưa cho mấy cô coi cái form nè. Cái cầm nguyên cái đầm là con đừng có, chủ yếu là coi cái mình con. Coi cái đồ này nè đó.